Zoom này là những người mà đang có những vấn đề về khó khăn, hay là gia đình chưa được hòa thuận, hay là sự nghiệp Hello của chúng cả ta chưa thăng nhà. tiến, thì chúng ta hãy kiên trì Chúc và chúng ta hãy cả nhà một xem buổi chiều cái cơ hội mùng 8 tháng này 3 thật giống vui như cái vẻ công việc của và mình hay hạnh giống phúc như công nhé. ty của chính mình, để chúng ta Và nỗ chúc lực chị hơn em phụ nữ ngày, nhận được đúng không ạ? nhiều quà mùng 8 tháng Và 3 nhé. nếu như Và hôm nay anh được chị có nào một mà đang món khó quà khăn vô những cùng việc giá trị, mà vô chúng cùng ta có ý thể kết nghĩa, nối với là nhà dành tuyển tặng anh mình chị hay cách em, tiếp dành tặng cận cả người nhà mình mới, nha. hay là Mời tất cách cả anh chị em để nhà chúng mình ta được có thể làm hòa đồng vào lại buổi cái live gọi lần là này để được cái giao môi tiếp và trường của nhận mình quà hay là gia đình nhé. nhà mình, thì các Bây anh giờ chị được sẽ kết rồi, nối với em mời em, anh em có chị thể em hỗ vào trợ luôn thêm. nhá. Vì ở Cảm ơn trong đây hầu như đều là anh nhóm chị em em vào thôi, để nghe đúng luôn nhá. Đấy. Em thơ thì được cái là may mắn Và được đi giao lưu trước, với một nữ tướng và em thơ cũng được rất gặp chủ thành tịch công nhiều luôn lần rồi. và Thì em thơ đại có một diện của phái nữ ở cái tòa suy quốc nghĩ, tí một cái nhá. tư duy và một Đấy. cái gọi là niềm Anh tin, chia sẻ cho giống anh như chị cô em Thư nghe. đặt cái tựa đề là niềm tin vững chắc, đúng không ạ? Những anh chị nào mà đã đi Dubai rồi có một số một giúp cho em, đúng không ạ? Tại sao khi chúng ta đi Dubai về rồi thì chúng ta cảm thấy yêu chủ tịch hơn, chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ hơn, và chúng ta cảm thấy trân trọng những cái gì mà mình Đây. đang cống hiến? Và em thơ thì Anh chị đã làm em việc với vào UFT luôn thì đến nha. ngày hôm nay chưa có một cái lần nào hay một giây phút nào chúng ta bị nghi ngờ cái cơ hội này. Và những người mà đã đầu tư với UFT một thời gian rồi mà vẫn nghi ngờ, vẫn đang còn ngó ngang ngó dọc xem là người ta gọi là đứng núi này trông núi nọ, đúng không ạ? Mà chúng ta chưa thành công thì chúng ta phải xem lại cái mục tiêu của mình, xem là mình đến với cơ hội này để làm gì, mình muốn trở thành ai, trở thành một người phụ nữ như thế nào. Tại vì người ta nói cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Nếu như một cơ hội bạn làm còn chưa ra ngô ra quay thì làm công việc khác bạn cũng chỉ thế thôi. Và nếu như ở trong lĩnh vực này, cái cộng đồng này là một cái cộng đồng mà rất nhiều người giỏi, người tài, người có kiến thức, người Anh có chị em tiền, vào người để ta còn cùng cống hiến, được giao mà lưu gặp mình gỡ chưa với có một gì thì mình lại còn nữ nghi ngờ, tướng thì mình cũng đặt câu hỏi ngược đại diện lại, cho phái trả nữ lời cái câu ở hỏi làm sao cho tập xác đoàn thực nhất Betty để nha, mình có thể một có cổ những đông cái và kiến một thức, người những cái rất kỹ thành năng, công, những cái phải nói lựa là chọn quá chính thành xác công luôn hơn, anh chị em. đúng không ạ? Quá Em thơ đông. thì lúc nãy là hơi vội vì là em thơ vừa mới đi gặp các nhà đầu tư, vừa mới đi ăn tổ chức mùng 8 tháng 3 về. Đấy. Nên là khi mà vào trong cái buổi Zoom này đôi khi cũng chưa biết nói gì, vì là em thấy cũng toàn là nhà đầu tư cũ của mình cả thôi. Thế bây giờ các anh chị muốn em nói lại điều gì ạ? Chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề cho những ai có vấn đề gì, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta chỉ ngồi để ca ngợi về nhau không thì thực ra là ở đây tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam đều được ví như là những người phụ nữ thiên Trời ơi, chào em Nguyễn Hằng thần. xinh đẹp Họ là nha. những thiên thần, họ vừa sinh con này, họ vừa kiếm tiền Cảm này, ơn họ vừa chị đối yêu. ngoại, Chúc đối em nội ngày này, mùng 8 tháng đúng không 3 anh thật chị? Họ vừa giáo ý dục nghĩa những vui vẻ cái nha. này. Chào Thế thì em các anh chị có thể mến xem những nha. người phụ nữ ở nước ngoài Bây họ giờ làm chị gì, sẽ rồi đấy, em họ chỉ sinh con rồi có sinh món con ra, quà mùng còn 8 tháng con 3 người thì vô vô cùng cùng tuyệt vời để tặng tiền cho thì mọi chồng người. kiếm, đúng không anh chị? Thế Chào thì bạn ở Hưng trong đây Quyền em biết nha. là sẽ có những người phụ nữ đơn Dành cho mọi thân. người đấy là vào giao lưu và Em nhận biết quà ở trong đây có rất nhiều người phụ nữ đơn thân, nhiều người phụ nữ không được từ tập đoàn Nuti đồng nhá, hành và ủng từ hộ, nữ tướng Kim đúng Thư không ạ? đấy. Đó. Thế thì chúng ta hãy tự yêu thương Mọi bản thân mình, người và chúng ta chia tự sẻ lên khích tường lệ động Facebook của viên mình mình. và để Chúng chia ta sẻ cho nhìn vào bạn bè những của đứa mình con của chúng cùng ta vào để buổi chúng ta nỗ live lực hơn mỗi ngày. Chúng ta nhìn vào anh cha chị mẹ em của nãy chúng ta để được chúng ta nhá. phấn đấu hơn mỗi ngày, để chúng ta báo hiếu họ sớm hơn, Chào chào đúng không ạ? cô. Còn những ai may mắn được Cảm ơn chồng Thảo mình nhiều là nhà nhá. chồng ủng hộ thì chúng ta cùng nỗ lực để làm sao Hưng để Nguyễn khiến người nha. bạn đời Cảm của ơn Thảo mình nhiều nhá. tự hào về chúng ta, Thảo đã những tặng quà người con của cho chúng ta họ nhìn vào chúng ta để họ noi gương, đúng không ạ? Những người đã bạn, tặng những người quà cho hàng người xóm yêu láng giống giềng phải của Thảo chúng ta họ chưa? nhìn thấy chúng ta, họ người ta gọi là ngưỡng mộ. Bây giờ nhận quà này mà tặng nhá. Bây giờ vào buổi Kinh live này doanh nhận quà rồi, này mà để tặng kinh nha. doanh rồi họ mới đi theo chúng ta. Em con số 6 đúng không Quả ạ? tim Thảo Số 6 là sự yêu thương, đúng không ạ? nói và Là giúp đỡ của trong anh đây phải Hưng có và rất chia nhiều anh sẻ lên em, tường chúng ta là những người đàn Facebook ông, là và những được phái đây, mạnh, chào bạn Tuấn là Linh những nha. người ta gọi là trụ cột của gia đình, là những người Ai chia đàn sẻ ông lên tường Facebook của mình mà và là chia những sẻ lên tiền các vững đội chắc nhóm của mình để cùng của được những giao lưu người phụ nha, nữ xung quanh chúng giao ta. lưu và nhận quà nha. Vào mùng Có 8 tháng 3 nhận ai quà có nó muốn vô chia sẻ cùng không ý nhỉ? nghĩa giá trị luôn. Và khi chúng ta đang Zoom thì chúng ta sẽ không làm một cái công việc Ơi, gì hết, cảm mà ơn chúng ta chỉ nói cháu. chuyện nha, Cô chào cháu Tiết đúng Ly không ạ? nha. Đó, thì thế nên là thơ rất là mong muốn các anh chị em, các anh em ở trong đội Rồi. nhóm của thơ, Đặng Kim hãy Trung, chào bạn neo Đặng noi Kim gương Trung của anh thơ, nha. là Tiết một Ly, người chào Đặng đàn Kim Trung, ông chào tất cả sao anh chị chu em kính này, nha. một Đã người đàn vào ông ga lăng này, buổi live một người đàn ông hiểu biết nha. này, và một người đàn ông Buổi có live của trách Nguyễn nhiệm Hằng với gia nha. đình, với cộng đồng của mình. Vào để chúng ta được giao lưu và chúng ta được nhận quà. Món quà vô cùng giá trị ý nghĩa luôn.
Quà này là quà bền vững luôn. Các anh chị để ý mic giúp em nhá, khi em đang nói mà cũng mic em không nói. Vậy thì các anh, quà các anh, các anh trong đội nhóm chúng ta, các anh có gặp vấn đề gì không ạ? Các anh có gặp vấn đề gì trong gia đình của mình? Sau này chúng ta còn thừa cái này cho con cháu của chúng ta. Các anh có muốn là làm như thế nào để giúp người phụ nữ của mình, những người phụ nữ bên cạnh mình, trong gia đình của mình, những mẹ của mình này, con của mình này, vợ của mình này, họ thấu hiểu chúng ta hơn, họ đồng hành cùng với chúng ta, họ họ gì, họ biết hơn ta. Các chị đang gặp khó khăn gì em có giúp đỡ được không ạ? Còn các cô thì sao ạ? Em Thơ có ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn bố mẹ em Thơ đã chăm sóc con cái cho em Thơ này, ủng hộ và động viên, khích lệ tinh thần của vợ chồng em Thơ này. Em Thơ cũng rất là cảm ơn chồng mình luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương tập đoàn ưu tiên. Và có một cái là rất là quan tâm, hình như là sức khỏe của mình mà không tốt thì sẵn sàng là cùng mình đi du lịch khắp nơi để hít thở không khí trong lành, để thay đổi môi trường, đúng không ạ? Rồi là những lúc mà mình có thể là mình muốn đào tạo đội nhóm của mình phát triển hơn thì anh sẵn sàng là cùng với em Thơ hoặc là đồng đội của mình để chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng để làm sao cho đội nhóm của chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Ví dụ như trong trong đây thì em Thơ thấy có anh Thành, anh Vũ này, là anh Trường này, anh Dũng này, anh Lộc này, anh Hải này, là những người đàn ông rất là lý tưởng, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn là có trách nhiệm với đội nhóm của mình. Chúng ta đang làm việc, đang giúp đỡ cho xã hội để phát triển, đang tạo công ăn việc làm cho những người xung quanh của mình. Thì em Thơ rất là mong muốn các anh chị, các anh hãy mạnh mẽ hơn nữa để làm sao để chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những người đàn ông xung quanh chúng ta. Tại vì có những người đàn ông họ có một cái tôi rất là lớn, đúng không ạ? Họ nghĩ là họ là một người trụ của gia đình, họ giỏi tất cả rồi, họ không cần nghe ai. Thì em Thơ rất là mong muốn chúng ta hợp tác với nhau để giúp cho cộng đồng chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Còn chị em phụ nữ của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng soi mình vào gương thường xuyên để chúng ta biết được rằng chúng ta đang khuyết ở điểm nào, đang khuyết ở điểm nào để chúng ta gì bồi đắp, chúng ta sửa chữa, đúng không ạ? Rồi trong cộng đồng của chúng ta có sau này chúng ta có nhiều tiền rồi, chúng ta đừng để chúng ta chỉ có tiền thôi. Chúng ta hãy sửa mình, chúng ta hãy làm gì ạ? Thay đổi bản thân, càng ngày càng đẹp hơn này, càng ngày càng khỏe mạnh hơn này, càng ngày càng giao tiếp tốt hơn này, càng ngày càng tự tin hơn này, để cho chồng mình tự hào về mình, cho con mình tự hào về mình, đúng không ạ? Bằng đang làm gì mà không mở camera nhỉ? Chị Thục cũng không mở camera. Anh chị có thể mở camera lên với em được không ạ? Có 60 người thôi mà, sao chúng ta không mở camera hết lên được? Và chúng ta hãy nhìn vào gương của vợ chủ tịch, đúng không ạ? Em Thơ biết là trong cuộc sống thì chúng ta có muôn vàn khó khăn. Người thì có khó khăn về tài chính, người có khó khăn về con cái không được khỏe mạnh, người có khó khăn về chồng thì cũng không được khỏe mạnh, hay bản thân cũng không đủ sức khỏe, đúng không anh chị? Rồi chúng ta có những cái vấn đề như gia đình chúng ta, kinh tế chúng ta chưa được đầy đủ, thì chúng ta phải cố gắng làm sao khắc phục bằng cách là chúng ta có những suy nghĩ tích cực hơn. Khi chúng ta suy nghĩ tích cực hơn thì chúng ta nhìn đời với con mắt màu hồng. Và khi chúng ta nhìn đời với con mắt màu hồng rồi thì chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta đạt được những thứ đó. Và người ta luôn nói câu rằng là gì ạ? Cái gì trong đầu thì sẽ có trên tay, đúng không ạ? Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta nhiều tiền chúng ta sẽ có nhiều người bạn, chứ không phải là chúng ta chỉ có một mình tiền không. Và bao nhiêu anh chị ở trong số 67 người này hàng ngày đang đọc sách ở trong câu lạc bộ đọc sách ạ? Hay comment số 1 số dân thơ được không ạ? Những anh chị nào đang tham gia câu lạc bộ đọc sách ạ? Cô Thanh Hương đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là đọc sách không giúp chúng ta giàu, nhưng đọc sách để giúp chúng ta có thêm kiến thức, kỹ năng, sự tự tin, năng lượng đến từ việc đọc sách. Tại vì các anh chị mà đang đọc sách ở cuốn sách của chủ tịch thì chúng ta biết chủ tịch có rất nhiều nỗi đau. Và chúng ta hãy nhìn xem ông chủ tịch ông vượt qua nỗi đau bằng cách nào, đúng không ạ? Và nhờ khi mà chúng ta vượt qua được những cái cản trở, những cái khó khăn, những cái biến cố trong cuộc sống thì chúng ta mới tìm được một người xứng đáng. Vợ chủ tịch là một người vô cùng tuyệt vời, đúng không anh chị? Là một người hy sinh sự nghiệp của mình, vì bà đang làm kinh doanh bất động sản rất là tuyệt vời, đúng không? Thắng, đúng không ạ? Và bà sẵn sàng bán tất cả tài sản của mình đi để cống hiến cho chủ tịch. Vì thế nên là
Nếu như ở trong đây có anh chị nào mà chưa đồng hành với UST hay là chồng của mình đồng hành mà vợ chưa đồng hành, thì chúng ta cũng phải làm như thế nào để giúp cho vợ mình cùng đồng hành cùng mình, hay là chồng của mình cùng đồng hành với mình. Thì chúng ta biết rằng là khi hai người cùng nhìn về một hướng thì chúng ta mới tìm được một điểm chung các anh chị ạ. Còn nếu như chúng ta là hai người đã vào live stream thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy nhau, thấu hiểu nhau và đồng hành với nhau được các anh chị nhá. Và khi vợ chồng đồng hành cùng với nhau rồi, chúng ta mới giáo con cái trên một con đường đi được, đúng không ạ? Và với em thơ thì khi em thơ làm việc, khi em thơ cống hiến cho cộng đồng, em thơ không mong muốn một cái gì hơn hết, sẽ giao lưu vào đây. Chị muốn là làm sao cho cộng đồng của mình càng ngày càng có kiến thức, tháng 3 và ai cũng có thêm gì tài sản thôi. Và khi chúng ta có tài sản thì chúng ta sẽ có tất cả. Vì đầu tư vào tài sản là đầu tư cho tương lai, đúng không anh chị? Ai nghĩ rằng đầu tư cho tài sản là mất tiền ạ? Nếu như ai nghĩ rằng đầu tư cho tài sản mà mất tiền, đầu tư cho tương lai mà mất ý, thì hãy comment số 1, số 2 đi. Ai là người nghĩ rằng đầu tư là mất thì hãy comment số 2. Còn ai nghĩ đầu tư mà là được thì comment số 9 cho em với. Tại vì các anh chị biết rằng là đầu tư cho tương lai, chúng ta đang sống vì tương lai, chúng ta sống cho quá khứ, chúng ta đang sống cho hiện tại và sống vì tương lai. Vì tương lai với là cái mà chúng ta cần phải làm sao hướng tới, đúng không ạ? Không ai sống mãi vì quá khứ được, chúng ta đều phải hướng tới tương lai. Tương lai của con em chúng ta là gì ạ? Là một đứa trẻ thành công. Tương lai của con em chúng ta là chúng ta muốn con của mình trở thành một người con có hiếu, một người có ích cho xã hội, và bản thân chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng mong muốn rằng là chúng ta là những người mẹ tuyệt vời, những người bố tuyệt vời để cho con noi theo, đúng không ạ? Nếu như chúng ta là những con người không tuyệt vời thì làm sao con cái của chúng ta tự hào về chúng ta được? Nó có cái gì là tự hào bố mẹ mình đâu? Chẳng lẽ bố mẹ mình lúc nào cũng cãi nhau mà con cái tự hào về bố mẹ tôi cãi nhau khỏe thế à? Đúng không ạ? Chào, nên là tôi rất là mong muốn cộng đồng của chúng ta là gì ạ? Xứng đáng cho anh chị em nhé. Chất lượng. Chào không những là em có tiền bạc, có kiến thức và có hạnh phúc nữa. Và khi chúng ta có hạnh phúc thì chúng ta hướng tới là cái đích đến giúp cho đích đến của hạnh phúc. Nhiều bạn bè, anh chị em. Và hạnh phúc không phải là cái gì, là một đích đến mà là một hành trình chúng ta đang đi. Bởi vì thế cũng một đích đến đó, thì biết chắc chắn là hành trình chúng ta đang đi. Chúng ta đang được giao lưu với một nữ tướng rất thành công, rất thành công, phải nói là quá thành công luôn. Đi đến được cái gì? Tại vì bao nhiêu anh chị đang tự hào vì chúng ta đang đối tại sao khổng lồ của chị trong vòng có người có 4 năm thôi anh chị em ạ. Và tự hào và chúng ta luôn sẵn sàng hy sinh thời gian, tuổi trẻ, sự nghiệp mình để cống hiến cho ông ấy mà. Bao nhiêu anh chị hy sinh, bao nhiêu anh chị cảm thấy tự hào vì những hy sinh của mình đối với ông chủ tịch. Chúng ta hãy comment cho tôi đi ạ. Và với em thơ, ông chủ tịch là một người ông, một người cha vô cùng đáng kính. Có rất nhiều người nói rằng là ông Yuzuki được ví như Bác Hồ, không, hai người ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Ông chủ tịch Hồ Chí Minh là một người giúp cho chúng ta có cái sự sống ngày hôm nay, có đất nước của chúng ta còn tồn tại ngày hôm nay, đúng không? Đúng. Còn ông Yudisky đang bảo vệ tương lai con của chúng ta, đúng không ạ? Và khi mà thơ đã từng tai nạn rồi thì thơ biết được cái cảm giác hoang mang, đúng không? Khủng, kinh sợ khi mà gặp tai nạn nó như thế nào. Tại vì các anh chị em biết là không phải ai cũng có những cái may mắn như em thơ đã từng bị tai nạn, là thơ chữa hai con của mình là cùng bị tai nạn, thì đến bây giờ em thơ không dám đi xe máy anh chị ạ. Và đi ô tô nếu như ai vượt đầu xe là em thơ đã giật mình và nhắm mắt rồi đó. Nên là khi mà ông Yudisky ông ấy tạo ra một cái cơ hội này thì em thơ nghĩ rằng là mình sẵn sàng chiến đấu hết mình về cái cơ hội này đó. Nên là em thơ rất là hy vọng, ví dụ như là những cô chú đã lớn tuổi rồi, mình có thể là chưa hợp tác với Yuzuki để mình huy động vốn, nhưng mình ủng hộ chỉ cần là $100 thôi với ông chủ tịch cũng đã rất quý rồi, đúng không ạ? Rất nhiều người hỏi rằng là đầu tư có $100 thì có tác dụng gì đâu, nhưng mà ông nói rằng là $100 nhưng nhiều người cộng lại, người gọi là tích tiểu thành đại, góp gió thành bão đấy các anh chị, thì nó sẽ vô cùng lớn. Mỗi người 100, 1 triệu người thì chúng ta sẽ có $1 triệu chẳng hạn. Đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta hợp tác với Yuzuki, dù là số tiền nhỏ nhất $50 hay $100, hay ngày xưa là chúng ta có $15, chúng ta cũng thấy tự hào của chúng ta đang đồng sử dụng công nghệ này. Nếu như mà anh chị chưa hiểu về là tại sao một cái cơ hội lớn như thế này không huy động vốn từ những gì chính trị gia hay là các ngân hàng hay là các tổ chức hay là các tỷ phú, thì chúng ta biết rằng là người giàu ông ấy không muốn người giàu càng giàu còn người nghèo thì cứ nghèo mãi. Nên là khi chúng ta hiểu được cái
suy nghĩ của ông ấy rồi, thì chúng ta mới biết rằng à, đây là một con người vô cùng nhân văn. Vì ông nó rất nhân văn, vì cái dự án của ông ấy nhân văn tử tế, nên là các chính phủ, những người đứng đầu ở các tổ chức, họ mới hợp tác với anh ông ấy, đúng không ạ? Và có một cái câu nói mà thơ được đọc rằng là khi bạn sống tử tế, thế giới sẽ gì ạ? Hợp lực lại giúp đỡ bạn. Và ông ấy bây giờ đang gì ạ? Đang có các tổ chức, các gì ạ? Các giới chính trị gia người ta ủng hộ. Các anh chị làm đồng chủ trì cố gắng là giúp em là tắt mic của những người luôn luôn theo dõi, như ai tắt ai chứ ai bật mic là tắt mic giúp em. Thì đôi khi chúng ta chạm tay vào là chúng ta mở mic. Tại vì em thơ bị tuyến giáp ấy, em thơ không nói được nhiều ấy, mà em thơ cứ cố gắng nói đến lúc mọi người cứ ổn thì em thơ sẽ bị mất năng lượng. Ở trong đây thì em thơ thấy là đa số là các cô lớn tuổi, ví như giống như cô Minh Kim Thư, cô Kim Thư hay cô Hương hay là chị Linh, đúng không? Những người lớn tuổi rồi, có một cái là họ chỉ cảm thấy là bằng trái tim, tại vì họ đã trải qua cả những cái cuộc sống thăng trầm của quá khứ, họ đã có những cái va chạm của cuộc sống rồi, thì khi mà nhìn vào ông chủ tịch thì họ biết rằng là cái cơ hội này nó tiềm năng như thế nào, đúng không ạ? Và họ chỉ ủng hộ ở một cái khía cạnh là tôi cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, tiềm năng thì tôi đầu tư thôi. Nhưng mà đôi khi là chúng ta là những lớp trẻ thì chúng ta nỗ lực, chúng ta cống hiến. Ví dụ như bạn Tuyết, bạn Dung là những người mà ví dụ như biết về công nghệ, hay là chúng ta nhanh năng động hơn, thì chúng ta hãy gắn kết với nhau để chúng ta có thể giúp cho cộng đồng phát triển. Hôm nay thì em thơ vừa kết nối với một bác sĩ ở trong Đà Nẵng, sắp tới là bác ấy, chị ấy sẽ làm việc với anh chị Nguyên Vũ. Anh Vũ sẽ hỗ trợ giúp em nhé, mặc dù không phải hệ thống của mình đâu, nhưng mà cộng đồng mình càng ngày càng phát triển rồi, thì chúng ta là những người lên top rồi, chúng ta cố gắng để hỗ trợ cộng đồng mình, đúng không ạ? Ở trong đây thì có một bác là iPad 6789 này, cũng thấy lớn tuổi rồi. Thì không biết là bác đã đầu tư lâu chưa, và bác có băn khoăn thắc mắc gì không? Vì hôm nay là chúng ta gọi là niềm tin vững chắc vào USB, và chúng ta sẽ chia sẻ một chút về về phụ nữ. Thì cháu muốn giao lưu với bác đúng không ạ? Bác iPad 6789 ạ. Để cháu mở mic cho bác nha. iPad 6789. Cháu yêu cầu bật tiếng, ai bác cứ bật ra đi cháu giúp cháu vậy. Bác mở mic được không ạ bác? Không thể nói gì. Bà không biết mở mic rồi. Người lớn tuổi nhiều lúc là thao tác chưa quen. Tám ba thành viên rồi, bây giờ em không biết nói gì. Các chị hỏi em đi. Cái gì không mình nói em đi ạ. Chắc là bác ấy không tự bật được em ạ. Chắc có khả năng là không tự bật được đấy. Không tự biết làm ấy ạ. Chắc là như vậy đấy ạ. Cười không? Ok, không sao. Thế bây giờ các anh chị có cái câu hỏi gì không ạ? Chúng ta cùng nhau giao lưu đi ạ. Tại vì em thơ không muốn là chỉ mình em thơ nói. Chúng ta hãy cùng ai có cái câu hỏi gì, sự khảo sát, cái em gọi là băn khoăn thắc mắc thì chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Cho mình xin có câu hỏi đối với Kim Thơ. Nha. Hôm nay Dung là ngày 8 tháng 3. Và trong suốt quá trình tìm hiểu cũng như là hành động cũng như lúc đi á, thì mình cũng cảm nhận ở thơ là cũng xuất phát từ những cái quá khứ khó khăn, thế rồi là cũng gặp lại trong thương trường những cái tình huống, và khi gặp được UFT thì bạn đã hành động, và có thể nói là một cái tấm gương hành động cũng như là rất là hết lòng vì hệ thống. Và trong cái hạnh phúc gia đình ấy, thì cũng có những cái mà thu nhận được rất là đáng ngưỡng mộ. Thế thì trong ngày hôm nay thì xin thơ đúc kết những cái
đặc điểm cũng như cái đức tính của nha. Một phụ nữ, người phụ nữ Việt Nam nói chung rồi, nhưng mà trong cái tin anh chị em có những cái điểm, có những cái tố chất gì rồi xin cảm ơn thơm. Like của lượng Việt Nam tường Facebook của mình, mình, người mình, hay đó. Mình bạn bè của rất mình là người có kinh nghiệm để mọi người cùng được giao lưu. Trước tiên là cháu cũng rất là biết ơn ba nha, tại vì với một con người thẳng tính này, một con người mà yêu sự thật, cháu là rất là ghét sự giả dối và muốn sống làm sao mà để mình tự hào. Tại vì từ xưa đến giờ cháu học được rất nhiều điều từ bố, của mẹ. Bố mẹ là một con người thật thà, là một người gọi là lương thiện, đúng không ạ? Luôn luôn làm lợi cho người khác chứ không phải làm lợi cho mình. Và bố cũng là một người chiến sĩ, là một người thương binh, nên là mình chỉ muốn là làm sao, được bố mẹ tự hào về mình. Thứ hai là nghĩ là chắc là có dòng máu của những người là gọi là yêu tổ quốc, nên là không thích vì là chỉ làm lợi cho bản thân mà chiếm đoạt những cái thứ không thuộc của mình. Nên là khi mà gặp đến ông Unitsky và được trải nghiệm ở cái công viên thử nghiệm của chủ tịch năm 2018 rồi, thì hỏi đặt một cái câu hỏi của anh, hỏi anh Theo ấy, anh Theo Nguyễn ấy, hỏi anh ấy là: anh ơi, sao ở đây lại có trẻ em, sao ở đây lại có người khuyết tật, sao ở đây lại có nhiều người già như thế? Thì anh Theo mới nói rằng là tại vì ông ấy nghĩ hướng tới đến những người nghèo này, những người mà không may bị khuyết tật này, rồi những người mà người già cũng rất là cần sự giúp đỡ từ chúng ta hay là từ xã hội, đúng không anh chị? Đó mới là cái mà tại sao mà chúng ta có nguồn an sinh xã hội. Mới là máy của ai đấy? Hai máy rồi gần nhau nên là bị vọng. Ai tắt bớt đi một máy nhé. Thì khi mà cháu thấy được rằng là vậy thì một con người có tâm như thế, có tình như thế, một con người có trái tim yêu thương như thế, một con người có tầm nhìn như thế, vì phải có tầm nhìn, một người có tầm nhìn, một con người có tâm, một con người có tình thì mới san sẻ được những cái quyền lợi của người ta. Tại vì nếu như mà chúng ta biết rồi, đúng không, cơ hội UST là một cơ hội vô cùng tiềm năng nó như thế nào thì chúng ta đã đánh giá được rồi, đúng không anh chị? Vậy thì tiềm năng như thế mà tại sao ông không huy động vốn từ những người giàu hay là những ngân hàng? Và ông có một cái câu, ông nói rằng là: nếu như tôi là như người khác thì tôi tự tạo ra một ngân hàng tư nhân, tôi thu hút được vốn được mà, cần gì tôi phải chia sẻ miếng bánh ngon này của tôi đến với các anh chị, đúng không ạ? Và em Thơ nghĩ được rằng điều đó là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời, mình có thể giúp được những người nghèo nhất. Tại vì em Thơ có một cái là luôn hướng tới cộng đồng. Năm 2006 em Thơ đã biết đến Thích Ngọc Huy rồi. Nhưng mà em Thơ chưa có là... chỉ có Facebook của anh thôi. Phương Anh thì có. Đó, nên là khi mà cháu gặp được chủ tịch rồi thì cháu cảm thấy là mình ngưỡng mộ cái người đàn ông tốt tính như thế. Và người tốt thì sẽ được yêu thương, đúng không ạ? Chúng ta có nhìn thấy là nếu như chúng ta cứ cho đi chân thành thì chúng ta sẽ nhận được chân thành nè. Chúng ta cho đi thì chúng ta mới được nhận lại, đúng không? Và nếu như một người nào đó chưa may mắn mà nhận được những thứ tuyệt vời trong cuộc đời này, có nghĩa là các bạn chưa cho đi đủ lớn. Nên là chúng ta hãy cho đi. Chúng ta cứ cho đi rồi một ngày nào đó người tốt, người ta sẽ nhìn thấy được cái sự lương thiện của chúng ta, họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Còn nếu như chúng ta muốn mới cho đi mà chúng ta muốn nhận lại thì không có đâu ạ. Tại vì cuộc đời này đôi khi nó là một vòng xoay, nó là một cái bánh xe của cuộc đời đi ạ. Không phải là cô Thư cho cháu là cháu bắt buộc cháu phải cho lại cô Thư. Nếu như chúng ta cho một người nào đó một cái gì đó mà chúng ta kỳ vọng họ phải cho lại chúng ta thì đó chính là lên cho nha. Đúng ạ, mà chúng ta đang tính toán xem là chúng ta được cái gì chúng ta phải cho đi. Còn nha. Nếu như chúng ta cho đi, tại sao nha. Mà em Thơ đến đâu được chào đón? Tại vì chúng rất nhiều người không phải trong đội nhóm em Thơ và anh Tâm, chúng em vẫn sẵn sàng giúp, vẫn hỗ trợ mọi người. Tại vì khi hỗ trợ mọi người lòng em Thơ rất là rất thành công, phải nói quá thành công. Sáng sớm các anh chị mà đi ra đường, các anh chị gặp một người tình cờ nào đó, các anh chị cười với người ta một cái, người ta đang rất là buồn trong lòng, nhưng người ta tự thấy lại thành công, thấy người kia xong họ lại cười với mình như thế, nhưng người ta chắc là người quen thì người ta tự nhiên người ta lại cười. Ta giao lưu với bạn cái ngày đó là một ngày vui và để nhận quà mùng tháng ba nha anh em. Anh em con mình thả tim đi, lừa mà đáng ghét thì chúng ta còn năng lực để sao tiếp chán thế, nó điên thế, rồi là cuộc sống này không đáng sống, không có cái gì để gì cảm thấy vui thích cả, đúng không ạ? Và tại sao mà cháu lại càng ngày càng đam mê? Tại vì giúp người khác hạnh phúc của mình, và hạnh phúc của chúng ta được nắm trong tay của người khác, và nếu như người khác hạnh phúc mình cũng hạnh phúc.
Còn nếu như mà chúng ta chị nghĩ rằng là chúng ta được cái gì chúng ta mới làm, thì chúng ta tính toán, chúng ta càng tính toán chúng ta càng mệt anh chị ạ. Và nếu như chúng ta mệt thì chúng ta đâu còn hứng thú, chúng ta mệt chúng ta đâu còn suy nghĩ, chúng ta mệt thì chúng ta đâu còn cống hiến, để chúng ta nghĩ rằng là tôi cống hiến cho anh, tôi cho anh cái này tôi đâu có được cái gì đâu, tôi làm gì, đúng không ạ? Và vì như thế nên là em thôi cứ làm. Rất nhiều người dạo gần đây cứ hỏi em thôi rằng là tại sao mà thành công rồi mà vẫn cứ đi làm. Chào bạn Lê Nguyễn. Tại sao mà có nhiều cổ phần rồi chưa đủ hay sao mà cứ phải thương? Chúc chị em bạn Lê Nguyễn và anh chị em và các chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3 thì có mật số 5 niên trả lời. Tại sao mà em thương thành công rồi em thương phải cố gắng làm gì công mình làm gì mệt lắm. Một buổi Zoom để giao lưu với một nữ tướng. Đúng không ạ? Tại vì mình phải có trách nhiệm với những người tin tưởng mình kiếm được tiền thành rồi, công mình phải nghĩ thành người công khác, vượt trội luôn. Người ta chưa kiếm được tiền mình vẫn phải làm. Để làm để họ có động lực, làm để họ không bị bỏ rơi, làm vì là chúng ta thành còn công có nha. Gì ạ? Có trách nhiệm, bắt có lương của chị và cơ hội chúng ta sẽ thành công. Đúng không ạ? Và tại sao em thơ cứ mua cổ phần? Thực ra một cơ hội tốt, mình biết tốt mà mình không mua. Thì mình là gì? Mình thiệt. Và nếu như mình ngay bây giờ dễ như thế này mình không mua, sau này gia đình nhà mình muốn có cơ hội để mua làm gì có cơ hội để bán. Đắp làm gì còn cơ hội để mua, thì mình mua có mình bán thì chúng ta dễ hơn tiêu được không? Đúng mà. Có rất nhiều người đã yêu công việc là một phần. Yêu công việc, đam mê vì công việc. Thực ra là làm một thời gian thì chả thấy ai yêu được đâu, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta dừng lại, thì cái đầu của chúng ta nó không suy nghĩ nữa. Mà nó không suy nghĩ thì các anh chị sẽ bị thụt lùi so với xã hội. Đúng không ạ? Nên là chúng ta phải cố gắng mỗi ngày. Khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta mới tìm ra được cái gọi là lý do để chúng ta sống. Các anh chị nhá. Và nếu như chúng ta nghỉ hưu quá sớm, thực ra em thưa lúc nào mà em hướng tới nghỉ hưu, tại vì em nói cái câu nghỉ hưu em đi du lịch khắp nơi. Nhưng mà thực ra em đang đi hỗ trợ thị trường, chứ em đâu có chơi không đâu. Anh chị thấy em đi đến đâu em cũng có đội nhóm đúng không ạ? Em đi đến đâu em cũng gặp gỡ các nhà đầu tư, công việc vừa làm không phải hệ thống chơi, mình, đúng không? Đi chơi như em làm. Đi để em truyền những cái gì, cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà em học được, hoặc là những cái câu động viên, hoặc là tham quan các nhà đầu tư, họ ở xa, họ không có điều kiện xuống Hà Nội, không có điều kiện sang Beirut hay Dubai, thì mình đi để mình có những hình ảnh, mình có những video đó, mình trao cơ hội cho họ. Thế như hôm qua hôm kia đến nhà em mà em ngửa thẳng nha. Bạn ấy ở trong bản, bạn ấy cả lang nói rằng là tại sao ông bà làm gì, bố làm cán bộ mà con đi làm lừa đảo. Anh làm cán bộ mà em lại đi lừa đảo. Một bạn ấy, một mình bạn ấy làm sao chống lại được cả một cái dân làng như thế. Đúng không ạ? Như mình đến thăm họ, thế người khác người ta thấy là giờ nhà này mà cũng có ô tô đến thăm cả, cũng có ô tô đến chơi cả. Đúng không ạ? Và người ta bắt đầu là chia sẻ đến với những người xung quanh của họ rằng nếu như họ không có giá trị chẳng lại đến nhà chơi làm gì. Các anh chị làm trong công việc này hãy mời các cộng đồng của mình đến nhà mình đi ăn một bữa ăn vui vẻ thôi, nhưng phải có uy tín thì người ta mới đến, chứ không phải là tự nhiên người ta đến nhà mình đâu, đúng không ạ? Vì thế nên là chịu khó, đừng tiếc cái gì, sau này chúng ta rất nhiều tiền. Các anh chị có thể chưa đến Belarus, các anh chị chưa đến Dubai, các anh chị cảm thấy là mơ mộng lắm. Nhưng mà khi các anh chị đi rồi, các anh chị cũng rơi nước mắt thôi. Vì sao lại như thế? Vì các anh chị quá khâm phục chủ tịch. Quá biết ơn ông ấy, thì vì ông ấy kiểm soát từng đồng, từng hào chúng ta, không phải là đúng nơi, đúng chỗ. Đúng không ạ? Rồi còn một cái nữa là hạnh phúc gia đình. Thì người ta nói rồi, có cho thì có nhận. Có yêu thương chồng thì chồng mới yêu thương mình. Có yêu thương gia đình nhà chồng thì gia đình nhà chồng mới yêu thương mình. Có đối xử công bằng với họ thì họ mới công bằng với mình. Đúng không ạ? Chúng ta không thể không cho mà chúng ta lại muốn nhận được. Cũng giống như hôm nay em thấy nghe một video, bố mẹ người ta nuôi người ta 30-40 năm rồi, tự nhiên mình ở đâu xuất hiện và chiếm lấy cái gì tình cảm của con của người ta, và muốn con của người ta phải phung cung phụng mình, phải chiều chuộng mình, hết mình mà không quan tâm gì đến cha mẹ con, thì họ sẽ không nghe chúng ta đâu. Đúng không ạ? Và hạnh phúc ở đây là chúng ta phải thấu hiểu lẫn nhau. Khi mà có xảy ra một cái mâu thuẫn gì đó, chúng ta hãy đặt địa vị của mình vào địa vị của người ta, xem là nếu như mình ở vị trí đó thì mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Đúng mà. Chứ không phải là chúng ta muốn hạnh phúc nhưng chúng ta chỉ biết bản thân chúng ta thôi. Cũng giống như anh Công ấy. Anh Công là một người rất là đam mê công việc các anh chị ạ.
quen anh Công 5 năm trời, những khi là chỉ biết đi làm thôi, chứ không biết là đi chơi là như thế nào đâu. Thế nhưng mà nếu như mà mình thấy là chồng mình lúc nào cũng làm, lúc nào cũng chỉ tập trung vào tiền thôi, làm gì có thời gian với mình nữa, vậy thì mình hãy cùng chồng mình đồng hành với nhau đi, để san sẻ công việc với nhau, để đỡ bị áp lực nhau, thì hai người cùng chí hướng thì chúng ta mới chia sẻ được những nỗi đau, những cái khó khăn, những cái thử thách, đúng mà, với người chồng của mình thì nó mới giảm bớt được cái áp lực của cuộc sống. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là chồng mình lấy mình là phải theo mình, phải thế nọ phải thế kia, không, ở đây không ai phải cả. Và vợ chồng là đối tác của nhau, không hợp sẽ tán, đúng không ạ? Hoặc là nếu như mình chấp nhận được thì mình là phải cùng cố gắng với họ. Thứ hai, vợ là bạn, là tri kỷ, chứ không phải là mẹ của người ta. Người ta có một mẹ rồi, người ta không cần thêm một người mẹ trẻ nữa đến để mà gì, để bắt người ta phải làm, đúng không ạ? Một cái nữa, vợ là mẹ của các con. Vậy thì nếu như mà vợ là người tôn trọng chồng thì chắc chắn các con cũng tôn trọng bố, và trong gia đình ai cũng tôn trọng lẫn nhau, ca ngợi lẫn nhau thì chắc chắn sẽ có gì, có tiếng cười, đúng không ạ? Và em thơ thì chị nghĩ đơn giản là hạnh phúc là cả hai cùng hướng tới, ai cũng muốn hạnh phúc cả, vậy thì chúng ta phải đặt vị trí của nhau để thông nghiệm nhau thôi. Và ai đã được học cái vòng tròn nghệ thuật mà anh Công chia sẻ rồi ấy, thì chúng ta hãy đặt vị trí của mình vào vị trí của gì ạ, của cái người mà chúng ta trao cơ hội, hay là ở trong gia đình của mình thì chúng ta cũng đặt vị trí của mình vào vị trí của người chồng hoặc người vợ của mình. Kể cả lúc chúng ta dạy con, chúng ta phải đặt vị trí của con mình, xem ở cái thời kỳ của mình và thời kỳ của con mình nó khác nhau ở điểm nào. Đó, chỉ đơn giản là thế đấy cô Thư ạ. Còn ai câu hỏi gì không ạ? Rồi, xin cảm ơn Thơ. Như vậy qua cái ý kiến của Thơ thì chắc là mỗi chị em phụ nữ mình rút ra một cái bài học, đúng không ạ? Mình có thể đúc kết cái chia sẻ tình đơn của Kim Thơ với những kết quả bạn đã đạt được ấy, thì mình thấy là trước tiên ấy, là phải có cái trái tim nhân hậu, phải có sự hy sinh, có sự cảm thông và đồng hành, thì chúng ta mới đạt được cái sự thành công và hạnh phúc gia đình. Rồi xin cảm ơn Thơ và gửi lại mic cho MC Trần Đức Lộc ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của cô Kim Thư và một cái câu trả lời cũng rất là tuyệt vời của em Kim Thơ. Chúng ta cùng cho em Kim Thơ một tràng bông tay, và đúng ạ, một tràng hoa tay. Cảm ơn em rất là nhiều, những lời chia sẻ rất là chân thành từ đáy lòng. Và thành công là những cái gì mà chúng ta thấy từ cái việc mà cảm thụ và lĩnh hội cơ hội với chị ra, thì Đức Lộc vẫn rất ngưỡng mộ cái câu mà của Kim Thư, cũng như là khi chúng ta hiểu ra giá trị là chúng ta gánh trên vai một cái sứ mệnh, thì em Kim Thư đã hiểu ra được cái sứ mệnh của mình, to lớn của mình, và cái mà luôn luôn dốc bầu nhiệt huyết đó là em đã cảm thụ được, hấp thụ được, đúng không ạ? Và em gọi là đích thân cảm nhận được, được gặp Ngài Chủ tịch và được truyền được cái năng lượng đó, và hấp thụ được những cái đứa con tinh thần và biến nó thành một những cái gì trước đó trở thành những gọi là những đau thương, trở thành một cái sức mạnh, và sức mạnh đó là để vượt qua. Thì Đức Lộc cũng rất tâm huyết với một câu là chúng ta hãy làm việc bình thường để chúng ta làm những điều phi thường, thì chắc chắn ở đây em Kim Thư làm được, thì rất nhiều, còn rất nhiều cô chú anh chị khác nữa, có anh chị em khác nữa, có những cái liều khát cao chắc chắn chưa nói ra hết được, tấn ấp ủ cho mình. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, đúng không ạ, các anh chị muốn học hỏi, gặp gỡ giao lưu thì tích cực giao lưu với em Kim Thư, cũng như là các anh chị đã thành công rồi. Đó là cái cách chúng ta đi nhanh nhất và gần nhất để đạt được cái mục tiêu của mình, đó là sao chép anh chị. Vâng, thì một lần nữa cảm ơn em Kim Thơ rất là nhiều, những lời chia sẻ rất là giá trị, đúng không? Rất là ý nghĩa. Vâng, để tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng Đức Lộc xin mời đến đây một người anh, một người Đức Lộc cũng được gặp và cũng
rất là ngưỡng mộ. Anh là một người rất là tuyệt vời, cũng là có một cái trái tim nhân hậu và cái sự sâu đi rất là lớn. Đức Lộc xin trân trọng giới thiệu anh Lê Xuân Hải. Thì anh Lê Xuân Hải cũng trước đây cũng là từng là câu lạc bộ cầu thủ chuyên nghiệp bóng đá các chị của đội tuyển số 5 Nghệ An mùa giải 2000-2001, và sau đó anh có giải nghệ và anh làm con đường kinh doanh về bất động sản, mở công ty doanh nghiệp bất động sản. Thế thì bây giờ anh nắm bắt cơ hội như thế thì anh chia sẻ về những cái giá trị. Xin trân trọng kính mời anh, chúng ta cùng cho anh Hải tắt hoa tay đúng không ạ? Tắt hoa tay để xin trân trọng kính mời anh Hải. Yeah. Anh Hải mở mic chia sẻ giao lưu với tất cả anh chị em trong phòng công chúng ta. Dạ, lời alo, được không? Nghe rõ chưa ạ? Dạ, nghe rõ anh Hải ơi. Dạ. Rồi, lời đầu tiên thì để Hải xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn ban tổ chức Chúng Hành Động đã cho phép Lê Hải lên được cái buổi chúng rất là tuyệt vời, buổi chúng của ngày 8 tháng 3 này ạ. Và để trước tiên thì cho Lê Hải gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những anh chị, cô chú và những người em đang ở trong buổi Zoom hôm nay, và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ, những người phụ nữ tuyệt vời nhất, và đồng thời có cả những người phụ nữ UT. Một lời chúc sức khỏe, một lời chúc vạn sự bình an để tiếp tục hành trình của những người phụ nữ tuyệt vời. Cho Lê Hải xin giới thiệu quá ạ. Lê Hải tên đầy đủ là Lê Xuân Hải, sinh 1973, quê thì ở Nghệ An, cho nên là nói giọng Nghệ An. Mọi người có nghe rõ không ạ? Rõ. Anh nghe rõ anh Hải ơi. Dạ, nghe rõ anh. Tâm nghe rất rõ ạ. Dạ. Thì Lê Hải thì sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, thì cũng bén duyên với sự nghiệp cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Thì sau thời gian nghỉ thì hiện tại Lê Hải đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có một vợ và hai con. Thì rời bóng đá ra thì Lê Hải cũng bước sang một cái lĩnh vực mới, không làm chương trình đào tạo mà phát triển theo hướng kinh doanh. Thì trong quá trình đấy thì cũng rất là nhiều gọi là dịch chuyển, là nhiều thay đổi, cho nên là cũng may mắn thì nhờ những cái cơ duyên đó vì biết đến UT, và hôm nay thì cũng được là một trong những người để lên đây chia sẻ những cái cảm nghĩ, chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về cuộc sống, về những hành trình mình đã đi, và những người đã cùng với Hà Lê Hải trong cái cơ duyên biết đến UT. Thì đầu tiên Lê Hải sẽ chia sẻ là nội dung thứ nhất, thì Lê Hải đang cùng với Hữu Đông là đến với miền quê sông nước, miền Tây, với khát vọng là khi mình đã biết được một cơ hội rất là tốt, rất là đẹp, và đến cái lúc thôi thúc mình thì mình phải đi gieo hạt, gieo những cái hạt ở miền Tây. Vì Lê Hải thấy là khi theo dõi chung thì đúng như lãnh đạo Kim Thơ, người mà đang cái sứ mệnh làm tốt cho cộng đồng của miền Bắc và ở miền Trung và ở Tây Nguyên, rất là nhiều anh chị đi trước đã làm những cái sứ mệnh rất là tốt, và đâu đó thì ở miền Tây là rất là nhiều người còn chưa có được những cái hỗ trợ, và Hải thấy được vậy thì thôi thúc. Thì hôm nay Hải với Hữu Đông đã hơn 10 ngày ở khu vực miền Tây, và Hải cảm nhận được là ở miền Tây bắt đầu có những bước đi, có những cái khát vọng đấy, có những khát vọng và có những cái thay đổi và có những cái nhìn nhận rất là tốt ở miền Tây ạ. Và chính vì vậy thì cái hành trình này hôm nay thì Lê Hải bắt đầu từ miền Tây, từ Cần Thơ về Sài Gòn. Thì cái buổi được lên đây chia sẻ thì Lê Hải cũng chỉ nói về những cảm nghĩ về cuộc sống, những cái đã từng trải. Với gần 50 năm lăn lộn trong cuộc sống này thì tất cả, không những Lê Hải và tất cả những cô chú anh chị đang ngồi đây và ngoài kia đều ao ước mình có một cái cuộc sống nó tốt đẹp. Và để được như vậy thì Hải nghĩ rằng là chúng ta cũng trải qua rất là nhiều, nhiều để mong muốn gì nào, mình thay đổi, mình học hỏi, để mình trưởng thành hơn, để mình mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Và trong cái buổi Zoom hôm nay thì chắc chắn điều mà Lê Hải thấy rất là hạnh phúc, bởi vì
ở đây nó sẽ nhân rộng ra rất là nhiều. Về một cái chủ đề người phụ nữ chẳng hạn, thì Hải thấy được là cũng may mắn, mình cũng thay đổi biết đến quốc tế, và ở đây có một cái cộng đồng những chị em, những cô chú, những người bạn đồng niên là phụ nữ, nhưng mà họ thay đổi rất là nhiều, thay đổi về về con người này, thay đổi về tư duy này, thay đổi về những cái quan điểm sống rất là tích cực, và xứng đáng là những người phụ nữ của thế kỷ 21. Đây chính là môi trường. Mà Hải nghĩ rằng là cái môi trường này để có được một cái nền tảng thì như cô Thư là một trong những người mà ai cũng biết, và có những con người mà đi trước giống như là Kim Thơ chẳng hạn, và rất rất là nhiều người phụ nữ khác, những người mà họ nhìn ra được một cái con đường, nhìn ra được một người dẫn đường rất là tốt, và nhìn ra được cái môi trường để giúp ở đó, không những vì chính mình mà muốn cho tất cả những người đi với mình họ có được những cái thay đổi từ trong con người ra, ví dụ như thay đổi về về hạnh phúc gia đình, thay đổi về quan điểm sống, thay đổi về những cái mà Hải nghĩ rằng là không phải như xưa nữa, cái bình đẳng của người nam giới và nữ giới, cái bình đẳng đấy đã giúp cho những người phụ nữ có được điều kiện tốt hơn. Cái sự thấu hiểu của những người đàn ông này, những người con trai này, khi mở rộng cái cuộc sống, mở rộng cái tầm nhìn, và có những cái giao tiếp tốt, và hiểu được những người phụ nữ, những người đang có những cái vai trò tốt thầm lặng ở trong gia đình, thì lúc này họ đang thay đổi. Họ thay đổi thì họ có được cái môi trường, và họ đã thể hiện được cái khả năng năng lực. Và năng lực đó chính là những người phụ nữ hiện đại, những người phụ nữ mà có thể giúp nhau cảnh giác những cái trọng trách mà xưa nay, ngày xưa thì người ta nghĩ đến là những người đàn ông. Thì điều đấy Hải thấy rất là tuyệt vời. Đấy là một cái nền tảng chung. Nhưng mà nhất là với những cái cộng đồng UFT, với những cái sứ mệnh của người sáng lập này, và cái nền tảng của gia đình hạnh phúc của Thăng Trầm, mà cũng như là những người mà đã song hành với chủ tịch, với tập đoàn, là người mà đang từng bước chúng ta dõi theo, bước theo. Đấy, một người phụ nữ hiện đại giống như ngài chủ tịch và vợ của chủ tịch, thì tất cả những cái đó đã thôi thúc, đã thay đổi được tất cả những người phụ nữ Việt Nam và những người đồng hành, những người phụ nữ UFT. Và họ trao đổi, họ cùng nhau xây dựng những cái mục tiêu, những cái quan điểm sống, xây dựng những cái mà không những ở đấy chỉ vì kinh tế không, ở đấy có được những hội tụ những cái mà có thể giúp cho họ có một cái cuộc sống bền vững, hạnh phúc. Và sau cùng thì cái tài chính thịnh vượng sẽ giúp cho họ có được những cái tròn vẹn trong cái mà tất cả những ai trong cái cuộc sống đều hướng tới. Đấy, thì với cảm nhận của Lê Hải, với cảm nhận mà những cái mà luôn luôn là khát vọng không những chính mình, mà rất mong muốn ngoài kia, tất cả những ai trong cái cuộc sống họ đều có được những gia đình hạnh phúc này, có được những thay đổi chất lượng sống này, có được cái nền tảng nó tốt này, thì cái buổi Zoom hôm nay cũng nói lên được rất là nhiều cái ý nghĩa của vai trò người phụ nữ, và đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, và cũng là tự hào. Không phải là Hải tự hào về một người phụ nữ ở trong một cái gia đình mình, mà tự hào cho tất cả những người phụ nữ của cộng đồng quốc tế, và đâu đó lan rộng ra thì tất cả những người phụ nữ hiện đại của Việt Nam và trên thế giới chắc chắn họ sẽ là những con người mà đóng góp được một cái sự phát triển cho xã hội, mà bên cạnh đó họ vẫn giữ được vai trò êm ấm hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại. Thì ở cái cảm nhận và suy nghĩ rất là sâu lắng hướng về những giá trị chân lý tốt đẹp, thì Hải cũng chia sẻ những cái cảm nghĩ của một cái cổ đông tâm huyết của tập đoàn, một cái cổ đông mà nhìn thấy được một cái sứ mệnh, một cái nền tảng, một cái văn minh vững chắc cho nhân loại. Thì cái cộng đồng Việt Nam chúng ta, không những những cổ đông, trong đó có Lê Hải, rất là tự hào và hạnh phúc. Thì Hải thấy được là
nối tiếp theo các anh chị, những con người mà đang đi trước đạt được những cái mục tiêu và như những nguyện vọng của lãnh đạo Kim Thơ hay là rất nhiều người khác, hoặc là những người đi trước, những người phụ nữ, những người có thể là đằng sau đó có những người đàn ông cảnh vác bên cạnh của người phụ nữ đấy, thì sẽ cùng với Lê Hải và những người đi sau nữa, chúng ta sẽ tạo ra một cái nền tảng vững chắc, một cái khối đoàn kết của UND Việt Nam vững mạnh, trong đó vai trò của người phụ nữ, mọi người phụ nữ UND xứng đáng được là người xứng đáng được tôn vinh. Thì một lần nữa thì với hành trình thì cũng không được cái buổi chúng Hải chia sẻ cũng không được tốt lắm, cho nên là chia sẻ cảm nhận sâu sắc nhất của năm 3 khi được vinh dự lên đây. Hải xin hai dừng lại cái lời chia sẻ, và có muốn ai có đặt những câu hỏi tâm tư thì Hải sẵn sàng ạ. Hello. Ok, trả mic cho anh Lộc kìa. Cảm ơn anh Hải. Có anh chị em nào đặt câu hỏi nào cho anh Hải không ạ? Cho anh Hải có hỏi thêm gì với anh Hải, câu hỏi nào không? Anh chị có thể giơ tay hoặc mở mic giao lưu cùng ạ. Người chủ trì đang, người chủ trì hoặc người đang chủ trì tắt những cái mic mà họ đang mở đấy à? Và ảnh hưởng đến âm thanh của chúng ta. Vâng, cảm ơn. Hải rất là muốn, vì thời gian của Hải là được phép nói lên cái cảm nghĩ của một cổ đông tâm huyết, một người đi là thứ sáu nhưng mà rất là thấu hiểu và rất là tin tưởng và rất là cảm kích. Alo. Anh Hải cứ nói ạ. Rất là cảm kích cho những anh mở mic đi anh Hải ơi, anh chỉ tắt mic rồi, từng người ai tắt mic hết toàn bộ. Em tắt mic đấy. Alo, Hải hôm nay muốn chia sẻ vì là ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3. Hải rất là tự hào bởi vì Hải muốn là gì nè, một cái buổi chung hành động. Và hành động thì nó tạo ra kết quả. Mà nền tảng đi trước á, thì Hải thấy được là các cô chú anh chị đã lựa chọn, đã xây dựng. Và hôm nay thì có những người đang kế tiếp. Và để có được điều đó thì tất cả những cổ đông tâm huyết, tất cả những người mà luôn luôn mong muốn cho không những chính mình mà những cái cộng đồng, những người đi theo được tốt đẹp, thì Hải rất là tự hào và muốn tôn vinh những người phụ nữ mà ở rất nhiều môi trường, thì trong đó là những người phụ nữ rất là tuyệt vời ở UND. Thực sự đây là một cái lời nói từ trái tim, bởi vì với Hải thì thật ra là mục tiêu vẫn là gì nè, hướng đến điều tốt đẹp và xây dựng một cái hạnh phúc gia đình. Mà hạnh phúc gia đình thì nói như lãnh đạo Kim Thơ, tức là chúng ta phải là những đối tác thấu hiểu. Và chính khi thấu hiểu thì chúng ta sẽ có được những cái tương tác, có những cái thúc đẩy và có những cái để giúp đỡ nhau, mong muốn đạt được những cái hướng cùng vector tốt đẹp hơn. Và Hải luôn xây dựng một người phụ nữ, một người vợ đáng trân trọng đằng sau. Thì tất cả những người phụ nữ đang ngồi ở trong buổi chung hôm nay, và Hải tin là đây xứng đáng là những người phụ nữ hiện đại. Những người phụ nữ không những giỏi về làm kinh tế, nhưng một môi trường giúp họ thay đổi được rất là nhiều. Họ sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng, vai trò quan trọng để họ đảm bảo được những cái hạnh phúc gia đình và những cái xây dựng nền tảng tốt đẹp. Khi họ có như vậy thì cái dòng tiền, cái kinh tế thịnh vượng, họ sẽ làm được những cái điều tốt đẹp hơn. Đấy thì Hải cũng dành những cái thời gian chia sẻ cảm nghĩ và mong muốn là gì nè, giao lưu với tất cả những người phụ nữ, ngày phụ nữ. Và Hải tin là ở đây không những cô chú, những người các cô các chị, những người đi trước, những người phụ nữ rất là tuyệt vời, thì cũng có những người em đang đi sau ngày đêm mà cùng với các cô các chị dẫn dắt.
và sẽ là đạt được mục tiêu. Và để điều đó thì người đàn ông cũng là người mà giáo dục kịp thời nói là thấu hiểu, giao lưu chia sẻ, người đàn ông chắc chắn là để giúp được cho người phụ nữ hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên cái nội dung hành động hãy thấy rất là tuyệt vời. Không cái mong muốn của ban tổ chức và như chia sẻ của lãnh đạo Kim Thơ thì cái cảm nghĩ của Hải là như vậy, và mong muốn mọi người cứ nói ra được những cái gì đó thì chúng ta trao đổi, và chúng ta trao đổi để chia sẻ. Một người đàn ông đại diện cho những cái tư duy mở, tư duy tốt và nhìn thấu được người phụ nữ, và Hải muốn là chỉ là truyền cái cảm hứng đó đến cho tất cả các chị em, và chắc chắn là những cái tốt đẹp luôn luôn nó là ở phía trước ạ. Cảm ơn anh. Cả nhà ơi, cho em đọc một đoạn này nhé. Em chưa đọc quyển sách của chủ tịch, nhưng bây giờ em mới đọc được một đoạn đến đây này. Đây là một cái nơi mà em Thơ đã đến đây 3 lần rồi, 18, 19 và 22. Em Thơ cũng được công ty tổ chức cưới ở tại công viên này. Và cái đoạn này em rất xúc động với các anh chị này. Đọc cái đoạn này, chủ tịch nói với chủ tịch nhé. Tôi đã đứng đây trên một bãi tập xe tăng cũ. Cái nơi này là em đã đi rồi. Và năm 2018 các anh chị ạ. 2018 em Thơ sang đó và chưa có mọc về đường. Hầu như ra ngoài đi đường đất. Cây cối của chúng ta, táo ở đấy trồng cũng chưa được tốt đâu. Đấy, và hầu như đang là hoang sơ, khu vực đây là rất hoang sơ. Thì cái công viên này chủ tịch đã được cấp đất, chị em đã được thuê lại và được cấp đất cho để xây dựng cái đường vận tải dây của chúng ta ấy ạ. Cũng mùng 8 tháng 3. Tuyệt vời quá. Tôi đã đứng một mình. Cảm ơn cháu Trinh nhiều nhé. Xe tăng cũng đúng rồi, ngày nào cũng có năng lượng như ngày mùng 8 tháng 3 phải không? Và đã nghĩ rằng đây là... Ngày nào cũng được nhận quà luôn. Đây có thể là lần thử cuối cùng trong đời của ông ấy. Quà từ chủ tịch đã cuối cùng trong đời đúng không cháu Trinh? Nước mắt tôi đã trào ra. Ngày nào chúng ta cũng nhận quà. Tôi ngửa mặt lên. Tôi ngửa mặt và thốt lên. Nghe Kim Thơ đang đọc từ chủ tịch đấy. Con phải làm sao? Hãy giúp con. Hoặc ít nhất soi sáng tí nữa cho con mình giao lên sao nếu nhé. Khi ấy lại phải chịu một lần thất bại nữa thì đó sẽ là một đòn chí mạng của chủ tịch kênh chị nhé. Tôi trong mắt cả thế giới sẽ vẫn mãi chỉ là một kẻ thích vẽ vời, một kẻ lừa đảo, bởi tôi có nghĩa vụ lớn trước những nhà đầu tư. Tôi chào không thể làm họ thất vọng. Comment tôi đã dấn thân vào một con đường nơi chỉ có hai lối ra, một là sống, hai là đọc nhà. Ông ấy đã 65 tuổi, thời điểm đấy ông là 65 tuổi rồi. Ông ấy, tôi đã 65 tuổi rồi. Thời gian cứ tàn nhẫn trôi đi. Tuy nhiên tuổi tác không làm giảm khả năng làm việc của tôi. Tôi vẫn dậy trước bình minh và ngủ muộn, làm việc gần như liên tục. Nếu không thể làm ngưng hay quay lại thời gian thì ít nhất vẫn có thể quản lý làm sao để cho có thể làm được nhiều thứ nhất. Cả đời tôi từ thuở thơ ấu đã sống đúng với nguyên tắc này. Các anh chỉ hiểu câu này không ạ? Khi em đọc cái đoạn này em nghẹn ngào ạ. Để em xem nha. Tại vì khi em mà em chưa đọc sách, cái quyển sách nào của chủ tịch ấy ạ, chỉ nghĩ vào ông ấy thôi. Khi mà em 2018 em chia sẻ cho bạn bè của mình ấy, bạn bè của em toàn là chữ là bắt đầu dở hơi, giờ này còn đi đầu tư cổ phiếu, và em đã khóc rất nhiều lần vì mình bất lực trong cái việc là chia sẻ với bạn bè của mình. Và em không ngờ sau 5 năm cái thành công của mình nó lại nói lên được cái sự lựa chọn của mình. Và ở trong đây hôm nay là ngày 8 tháng 3. Nếu như chị em phụ nữ mình, chị vừa em phụ nữ nào mà đang còn khó khăn về tài chính, chưa được chồng ủng hộ hay yêu thương, không sao hết. Hãy nỗ lực đi ạ. Hãy cứ sở hữu cổ phần đi ạ. Rồi một ngày nào đó, những gì chúng ta lựa chọn, họ sẽ trả lời cho những người đó thấy rằng là chúng ta là những người có tầm nhìn, có tư duy. Đừng vì một ai đó chê bai chúng ta, coi thường chúng ta mà chúng ta bỏ cuộc các anh chị nhé. Để em Thơ có ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà lúc nào em Thơ cũng cười đâu. Đúng không anh chị? Chủ tịch đã hy sinh cả cuộc đời của mình để trao chúng ta cơ hội để thay đổi cuộc sống của bản thân mình, của gia đình mình,
của dòng họ của mình mà chỉ vì một vài lời chê bai của người khác mà chúng ta bị buộc, thì chúng ta có xứng đáng với sự giàu có này không ạ? Đúng rồi. Đúng ạ. Thành công phải qua nhiều thất bại. Thành công mà bây giờ người ta nói tí mà... Dạ không đâu ạ, không xứng đáng ạ. Chúng ta không nỗ lực, chúng ta chỉ vì sự chê bai của hàng xóm. Thực ra em thơ đã bị lên TV này, bị viết báo này, các chú người thân người quen của mình này nói rằng là mình lừa đảo hết miền Nam đến miền Bắc, hết nước trong đến nước ngoài. Có khi những mấy năm trời em thơ không dám về quê. Đúng không ạ? Đôi khi là không dám mà để con cái lo lắng hay bố mẹ lo lắng ấy, cứ phải đi biển biệt sách xe đi suốt. Nếu như mà không nỗ lực, làm sao mà truyền cảm hứng này cho mọi người, làm sao mà có kết quả của ngày hôm nay đấy chị ạ? Tại vì không phải ai cũng chịu được áp lực, đúng không ạ? Rồi bị bạn bè đôi khi còn lừa lên lừa xuống, cuối cùng trong cái quá trình 5 năm nay vẫn mất rất nhiều tiền vì tin tưởng bạn bè, cũng có rất nhiều người khó khăn mình cho tiền, mình giúp đỡ họ có công việc đàng hoàng, nhưng họ vẫn lừa mình, họ bỏ mình ra đi là chuyện bình thường. Đúng rồi. Có những lúc bất lực quá, xách xe đi một thời gian cho nó thoải mái, rồi về nhà lại gồng mình lên đào tạo. Các anh chị, nếu như các anh chị mà theo dõi em thì biết rằng là live stream suốt, đào tạo Zoom suốt, đào tạo Zoom mọi người không hiểu được, lại đào tạo online, đào tạo offline, đúng không ạ? Có dám nghỉ ngơi đâu ạ? Đúng không ạ? Năm nào cũng đi Belarus, năm nào cũng đi Dubai để làm gì? Để live stream, để lấy những cái video, những cái tư liệu để cho chúng ta biết, những người đi sau người ta biết rằng là chị Thơ anh Công đã đi rồi thì chắc chắn nó có thật. Đôi khi phải hy sinh tài tiền của mình đấy để đi sang đó để cho các anh chị có những cái tư liệu. Nên là nếu như ai đó mà chê chúng ta không sao hết. Chúng ta ở trong một cái cộng đồng này rồi thì chúng ta đừng có lo lắng, đúng không ạ? Hãy tin tưởng những người đã trao chúng ta cơ hội, người ta lại trao cho chúng ta một chìa khóa vàng để chúng ta thay đổi cuộc sống của gia đình chúng ta. Bố mẹ chúng ta, đời bố mẹ chúng ta làm gì có cái cơ hội gì để thay đổi cuộc sống đâu, đúng anh chị? Rồi nếu như chúng ta không nắm bắt cơ hội thì con cái của chúng ta sau 10 năm nữa, các anh chị biết không, Samsung bây giờ nó dịch chuyển sang Ấn Độ rồi, Việt Nam sẽ có 40.000 người đang làm công nhân ở công ty Samsung mất việc, đúng anh chị? Rồi các công ty khác thì sao? Nên là chúng ta mà có một cái cơ hội tốt mà chúng ta chia sẻ cho một ai đó mà thờ ơ, chúng ta đang làm việc mà thờ ơ, chúng ta không xứng đáng sự giàu có mãi mãi. Vì chúng ta cũng nghiêm túc với cuộc đời của mình đâu, cũng nghiêm túc với sự nghiệp của mình đâu, đúng anh chị? Nhưng mà các anh chị biết không, khi mà em làm với USB, em chưa gặp chủ tịch, nhưng em thơ đã biết được kiểu gì ông này cũng ly hôn. Tại vì sao một cái mảnh đất năm đầu tiên nó đang hoang sơ như thế, có một mình ông ấy lặn lội kiên trì bao nhiêu năm trời đấu tranh, 6 tháng trời ngủ ở nhà ga các anh chị nha, bị truy nã lên truy nã xuống, đúng không ạ? Mà ông ấy còn vượt qua được những thách thức đó, trong khi chúng ta chỉ một vài câu nói của người khác thôi, cái to tôi to đùng 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 lên bắt đầu bỏ ốc kìa, đúng không ạ? Không vượt qua được vài cái lời nói của người khác thì làm sao chúng ta giàu được? Đúng rồi. Và thứ hai nữa là nếu như các anh chị chưa có kỹ năng, chưa có kiến thức để chúng ta có thể là nói cho người khác hiểu, làm ơn đừng làm việc một mình, hãy kết nối với những người làm việc trước các anh chị, họ sẽ chỉ cho các anh chị cách làm sao để nói chuyện hiệu quả. Còn nếu như chúng ta chia sẻ hời hợt, chính chúng ta là người cướp đi cơ hội của người khác chứ không phải người khác, do chúng ta diễn đạt không đến nơi đến chốn, do chúng ta không đủ trình độ kiến thức, nhận thức thì chúng ta sẽ là giúp cho người khác hiểu được thôi. Nên là phụ nữ chúng ta, thực ra nhé, đàn ông họ chỉ làm những việc thẳng thôi, họ không thể làm những cái công việc giống như mình được. Đàn ông họ có thể nhìn xa nhưng họ không nhìn rộng bao quát được. Vì thế chị em chúng ta chính là những người cô giáo dạy con cái chúng ta thay đổi, dạy những người đàn ông cứng, gọi là người ta là cái tôi to đấy, người ta thay đổi. Nên là thơ rất là mong muốn các chị em của chúng ta ở trong đây, ai có năng lực, có kỹ năng nói, làm ơn live stream giúp em thơ được không ạ? Nếu như các anh chị chỉ có học mà không hành thì kiến thức đó vẫn là kiến thức của người khác, và cái kiến thức nó sẽ quên vào ngày mai, ngày kia ngay,
vì trí nhớ chúng ta chỉ nhớ được trong 72 giờ thôi. Nên là dạy con mà nó không nhớ thì đừng có quát nó, đừng có đánh nó, vì bản thân mình còn không làm được, dần dần quát con, đúng không ạ? Thứ hai, học cách livestream giúp em. Livestream là một cái cách lan tỏa tốt nhất mà mạng xã hội đang làm lại, đang làm giàu của chúng ta. Không phải là chúng ta đang làm giàu cho Mark Zuckerberg đâu, mà chính chúng ta đang còn là gì? Có cơ hội làm giàu cho chính mình, và Mark Zuckerberg nó đang giúp cho chúng ta xóa ngắn cái gì khoảng cách lại để chúng ta tiếp cận được thế giới rộng lớn hơn. Nên là hãy chia sẻ, nhưng chia sẻ nhớ, chia sẻ xong nghe lại xem hôm đấy mình nói cái gì hay, cái gì hay phát huy, cái gì không hay sửa lại, sửa mình ở những buổi Zoom sau. Chứ đừng có ngày nào cũng giống ngày nào, không có năng lượng sẽ không hấp dẫn được người khác. Và người ta nói rồi, muốn hấp dẫn được người khác phải hấp dẫn được chính mình. Mình nghe lại Zoom mình thấy có hay không, nghe lại livestream mình thấy có hay không, đúng không ạ? Và ở đây có rất nhiều người sẽ nói rằng, à cô không biết công nghệ, à cô không có thời gian, cô không có điện thoại smartphone. Nhưng thơ có một cô, đó là cô Thục ở Thanh Hóa. Một ngày cô chia sẻ với 10 người. Và 10 người đó đều đầu tư 100%. Các anh chị trong vòng một ngày cô đã lên được master rồi. Mà cô 62, 63 tuổi. 500, 1.000 cũng được các anh chị ạ. Không phải là cứ đầu tư lớn mà mới chăm sóc. Chính những cái người đầu tư nhỏ, họ mới có gì, họ mới khao khát làm giàu. Và họ mới có động lực đi chia sẻ người khác. Còn những người giàu ấy là người ta có tiền rồi, người ta có quyền, người ta có chức rồi, người ta không thể hạ cái tôi giúp người ta đi mời từng người một. Nhưng người ta sẽ chia sẻ đúng, hợp tình, hợp lý, hợp thời điểm. Và họ có tiền, họ xuống tiền một cách có cả hàng triệu đô cũng được. Nhưng người nghèo thì họ phải gì? Họ phải bán thời gian của mình, đổi thời gian của mình, đổi kiến thức của mình để kiếm tiền. Vì thế nên là em thơ mong muốn ở đây, ai muốn làm đối tác FST nhớ học tập nghiêm túc em với. Nhưng học không phải là suốt ngày đi sách vỡ đi học, mà đọc ở trong cái trang SWC của chúng ta, đọc trong trang chủ tịch của chúng ta được không ạ? Để chúng ta hiểu hơn. Chúng ta mở mắt ra, chúng ta đang có hàng nghìn người làm việc cho chúng ta. Đúng không? Chúng ta đang có 200 quốc gia, người ta ủng hộ cái dự án của chúng ta. Thì không bao giờ chết được. Đang có một cái đất nước giàu có nhất, xa hoa nhất, giỏi nhất của thế giới. Người ta ủng hộ chúng ta. Chúng ta đừng có lo nữa, đừng bao giờ đặt cái câu hỏi này. Bao giờ chúng ta có cổ tức, bao giờ lên sàn, bao giờ thành công, bao giờ xây dựng, đừng đặt câu hỏi nữa. Mà hãy đặt cái câu hỏi là liệu năm sau nó IPO chúng tôi có bao nhiêu cổ phần, năm sau nó chia cổ tức tôi có bao nhiêu lợi tức, đúng không ạ? Nên là khi mà ông chủ tịch ở 65 tuổi, ông nó đang còn phải đứng ở giữa trời đất, ông đang phải chịu trách nhiệm từng đô la của chúng ta, thì chúng ta hãy nghĩ xem mình đã có trách nhiệm với cái số tiền mình đưa vào chưa, mình đã có trách nhiệm, mình học hành đàng hoàng để sau này mình quản lý được tiền chưa, hay mai bữa kia IPO rồi mình cũng giống y chang cái ông chúng vé số, 5 năm sau lại nghèo như cũ, còn nghèo hơn cũ và sống nhục hơn cũ, đúng không ạ? Đó, nên là những anh chị nào mà đã có đội nhóm 5 người, 10 người, mình cũng phải có trách nhiệm với họ. Cô Thư 66 tuổi lên top expert rồi. Lương của cô ấy là 3, tính ra 1.500. Tháng vừa rồi cô gần được 2.000, thôi cho cô là được 45 triệu đi. Cô gấp 8 lần so với lương gì ạ? Lương giáo viên. Cô cống hiến 35 năm trời. Đúng không ạ? Nhưng cô vẫn đi khắp nơi để cô ấy nói rằng tại sao tôi ủng hộ vào cho ông Yunitsky? Vì nó sẽ là một cái cơ hội giúp cho tương lai của cô ấy và con cái của cô ấy thay đổi cuộc sống. Không phải đi làm công ăn lương nữa. Đúng mà, đi làm công ăn lương 35 năm trời, lương có 8 triệu, trong đây lương tốt, làm có hơn 5 trời, gọi 45 triệu. Đúng không ạ? Cái thứ hai, chúng ta đang đầu tư vào mấy cơ hội mà gì đang xây dựng ở UAE rồi, các anh chị còn có gì đâu lo lắng. Mình thử nghĩ xem trong 5 năm rồi, mình làm được cái gì rồi, mình báo hiếu cha mẹ chưa, mình nuôi con tốt chưa, mình đã có cuộc sống sung túc chưa, mình đã yêu thương chồng được mình được chưa, mình đã sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội chưa. Mình phải đặt những cái câu hỏi thì mình mới trả lời được những cái câu hỏi. Và khi chúng ta tự trả lời được câu hỏi của chính mình thì kiểu gì chúng ta cũng làm giàu được, đúng không ạ? Và với em thơ thì ngày xưa em thơ cũng là người đã từng ly hôn rồi các anh chị ạ.
không phải là tự nhiên mà lấy được một cái ông chồng gọi là tuyệt vời như thế này. Tại vì mình đã có những thứ trong quá khứ không tốt thì mình phải sửa mình cho tốt. Mà khi mình tốt rồi thì người khác sẽ tốt với mình thôi. Mình không tốt là mình lại cứ muốn người khác tốt thì không có đâu. Đúng không ạ? Và ông chủ tịch cũng thế, ông cũng bị lừa lên lừa xuống rồi. Đấy, ông cũng phải làm như thế nào đó để ông ấy cứu bớt lại được những cái mà người ta đã lừa mình. Rồi những người đã tin tưởng ông ấy, bây giờ ông phải làm như thế nào để ông có thể giúp được cho những cái người mà tin tưởng ông ấy rằng là à, tôi không thất vọng vì tôi đã đầu tư cho ông. Và thơ rất chỉ là mong muốn chúng ta hãy biết ơn người chia sẻ chúng ta, được không ạ? Chúng ta không biết ơn thì chúng ta sẽ không làm được điều gì hết. Các anh chị nhá, dù người ta có sai, người ta rồi, nguyên tắc số 1 là không bao giờ gì chê bảo trợ chúng ta. Nguyên tắc số 2 là bảo trợ luôn luôn đúng. Nên là nếu như cái gì họ không tốt chúng ta bỏ qua, cái gì tốt hãy nhìn vào mặt tốt của họ để chúng ta cùng nỗ lực và gắn kết. Và thơ rất là cảm ơn chủ tịch vì thơ có một cái tiêu chí ngay từ ban đầu nói với anh Công rằng nếu như đây là một cơ hội tốt và anh là một con người tốt có đủ 5 chữ T, em sẽ hợp tác và đầu tư lớn với anh. Nên chúng ta đừng có vội vàng khi mà quyết định bất kỳ một cái gì, và chúng ta phải đặt câu hỏi đủ lớn, đó là anh có đủ 5 chữ T, đó là tâm, tài, tình, tiền thì tôi sẽ hợp tác. Và thơ vẫn đúng như lời hứa. Thơ không như các anh chị là thơ chỉ đầu tư 1.000, 2.000. Mà đến bây giờ thơ đã đầu tư rất nhiều, vài trăm ngàn đô rồi. Và thơ và anh Công đang phấn đấu làm sao để từ giờ lúc kết thúc 15 giai đoạn thì hai đứa đều được bức tượng. Và chúng ta đừng nghĩ cái gì cho mình bản thân, phải nghĩ cho tất cả nha, các anh chị. Đúng không ạ? Và với thơ, thơ nói anh Công rồi, còn tiền mà thơ có được từ cộng đồng ủng hộ, từ việc là chủ tịch cho mình cơ hội, từ việc mình có lương, tiền lương mình để là mình đi các tỉnh thành để mình hỗ trợ thị trường, còn tiền hoa hồng mình sẽ dùng cái tiền hoa hồng đó để mình tái đầu tư cho công ty. Đó là lý do tại sao mà cứ càng ngày càng nhiều cổ phần, vì thơ không rút tiền ra để thơ chi tiêu cho cái khoản là ăn chơi hay là những mua sắm, mà thơ tập trung vào đầu tư trước. Thì khi chúng ta tập trung vào đầu tư như thế thì chúng ta vừa gì, thứ nhất là chúng ta truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho những người trong đội nhóm của mình. Tại sao thơ nhiều cổ phần thơ vẫn đầu tư và họ lại đầu tư tiếp. Thứ hai, thơ có doanh số, thơ quá doanh số thì hệ thống mới phát triển. Đúng không ạ? Và công ty người ta sẽ nhìn, người ta ghi nhận rằng anh Công chị thơ này cống hiến trong vòng bao nhiêu lâu này, ra doanh số như thế này. Chứ không phải tự nhiên mà sang đấy công ty tổ chức tiệc cưới cho chúng ta đâu, không phải đâu. Phải có một cái gì đó thì người ta mới làm. Đúng không ạ? Người nước ngoài người ta không lòng vòng như người Việt Nam. Đúng không? Cái nữa là khi chúng ta có doanh số thì chúng ta mới có lương. Mà lương của chúng ta cao có nghĩa là kết quả chúng ta tốt, hệ thống chúng ta lớn thì chúng ta mới được ghi nhận. Đúng không? Thì chúng ta mới được gì? Thứ nhất công ty ghi nhận, thứ hai cộng đồng ghi nhận. Nên là ở trong đây thì em thơ biết là có rất nhiều các anh chị lớn tuổi. Nhưng mà các anh chị đừng có nghĩ rằng là à, tôi lớn tuổi mà chỉ nghĩ đơn giản như này. Chị đã xông pha, già mẫu mực. Mình cứ sống đúng mực đi, mình cứ sống bằng trái tim yêu thương giúp đỡ người khác đi. Thì cái người trẻ họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Đây cô Thư ra, đây cô Thư 66 tuổi, cô Thư ra Hà Nội, cô Thư thiếu cái gì, chia sẻ em cho chị. Chị ngay, có gì đâu, giấu làm gì đúng không chị? Đấy, rồi cô thấy không ạ? Khi cô có tiền rồi, cô đi đến đâu cũng được công nhận rồi, thì cô lại cứ thích đi thôi, cô Thư nhở? Đâu có muốn ở nhà đâu. Đi trao giá trị cho cộng đồng, người ta nói rồi, đừng nghĩ rằng là, người ta nói rồi, hãy sống ngày nào là cảm thấy là hạnh phúc ngày đấy và có giá trị ngày đấy. Thì chúng ta còn có cái gì động lực để muốn sống tiếp và động lực để chúng ta chăm sóc sức khỏe. Còn nếu như chúng ta thấy cuộc đời màu đen thì chúng ta thấy không? Ôi mình sống làm gì, chết sớm như đã tốn cơm gạo của con cháu. Bây giờ quê em thơ là thế. Hoặc là có những người tiêu cực nữa, ôi trời ơi, bao giờ mới được đi lên con tàu đấy, tôi sắp chết đến nơi rồi, lúc nào nghỉ chết đến nơi thì chắc chắn là chết sớm. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chủ tịch 65 tuổi rồi, ông ấy vẫn còn đang còn gì ạ? Cống hiến vì chúng ta, đang còn nỗ lực vì những cái gì ạ? Vì cái khoản tiền mà chủ tịch đưa. Thì các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Và ông chủ tịch nói rằng là đối thủ thì không bao giờ ngủ. Nên là anh chị xung quanh anh chị vẫn có đối thủ. Và đối thủ của chúng ta, nó sẽ dạy cho chúng ta cách là làm sao chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Mà làm sao cho chúng ta làm sao ạ? Phải chiến thắng bản thân mình. Đúng không ạ?
Đó. Nên là các chị phải cố gắng nhá, cố gắng buổi sáng trong một mình là, mình là đọc sách mình cùng với câu lạc bộ làm chủ mình không để thứ nhất là sau này ngoài tiền chúng ta còn có kiến thức, có tư duy, có hiểu biết và chúng ta còn biết bảo vệ ông chủ của cái công ty này. Mà ông chủ đấy ông ấy bảo rằng là tôi đang làm thuê các bạn đấy, tôi cũng giống như các bạn, ông ấy cũng sở hữu cổ phần và ông ấy cũng đầu tư cả tiền cá nhân của ông là 20 triệu đô anh chị nhá. Ông chủ tịch của chúng ta vẫn trồng nấm, vẫn nuôi nấm, có cái lại trang trại riêng nhá anh chị nhá, và có tiền lợi nhuận của ông ấy, ông ấy đều đưa vào công nghệ của chúng ta tất cả. Chứ nếu như ông là một người lừa đảo thì chúng ta làm gì cũng comment liên tục để chia sẻ. Và có một cái nữa là các anh chị đang là những anh hùng trong cái việc là phát triển và xây dựng đất nước, đầu tư vào những cái công nghệ đổi mới. Chúng ta là những người làm gì ạ? Bảo vệ trái đất này, bảo vệ hành tinh này. Chúng ta đang là những người truyền cảm hứng cho cộng đồng người nước ngoài, đúng không ạ? Và chúng ta đang tạo ra một cái ngành nghề lớn nhất lĩnh vực giao thông vận tải, cộng lại bằng gì ạ? Boeing và Ford cộng lại không bằng lĩnh vực của chúng ta cơ mà. Đúng không? Nên là chúng ta cố gắng nhé. Thơ thì đến bây giờ cũng gần 4 giờ rồi. Thơ chỉ có nhiệm vụ 30 phút thôi. Nhưng mà vì cảm xúc quá, thấy các chị em toàn là phụ nữ cứ sợ là mình không làm được. Thơ chỉ muốn nói rằng là chúng ta muốn mình là người như thế nào thì chúng ta sẽ làm được. Và đề nghị các anh chị là xóa bỏ tất cả những niềm tin tiêu cực ở trong đầu nhé. Tin hay không cũng là một dạng niềm tin. Các anh chị không tin đó cũng là niềm tin các anh chị. Các anh chị tin cũng là người có niềm tin, cũng là do mình quyết định, đúng không? Nên là tin hay tin thì cũng chỉ là một lựa chọn thôi. Nên là thơ rất là mong muốn các anh chị hãy lựa chọn, chọn mình là những người gì ạ? Chiến thắng, là những người phụ nữ mạnh mẽ, những người phụ nữ hạnh phúc và những người thành công. Nếu như người bạn đời của mình có cơ hội mình sửa đổi được, hay sửa đổi đi, hãy yêu thương đi. Tại vì với thơ một cái rằng là nếu như anh không yêu thương tôi, không sao hết, tôi vẫn yêu thương anh. Nhưng một ngày đầu đó tôi nhận đủ những cái gọi là gì ạ? Nỗi đau rồi thì tôi đi, anh đừng có tiếc. Đúng không ạ? Và các chị em phụ nữ đôi khi chúng ta bị cản một cái là chúng ta sợ người nhà tổn thương, sợ người xung quanh tổn thương không? Đúng chính rồi. Các anh chị là người tổn thương chứ không phải họ là người tổn thương. Vì chính các anh chị không làm thay đổi cuộc đời của các anh chị thì người khác người ta sẽ đi theo vết xe đổ của các anh chị. Vì thế, ở đây có chị Hằng USP là một người mẹ đơn thân, không sao hết. Mai một kia giàu đi, có những người giàu xếp hàng theo chị. Đúng không ạ? Thế em thơ dù không hạnh phúc, em thơ vẫn nghĩ trong đầu một ngày đó em thơ sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó em thơ sẽ gặp được người yêu thương, em thơ sẽ là người chiều chuộng em thơ hết mình luôn. Và đúng đến bây giờ thì gặp được đứng anh Công ấy ạ. Chiều mình, chiều hết mình luôn, chiều hết nước luôn. Thích đi du lịch là sách xe đi luôn, không cần với em ơi chờ đến ngày mai, hôm nay anh bận không, gặp khách cho khách hẹn với người khác, chỉ cần vợ thích là xách vali đi luôn. Nên là phụ nữ của chúng ta chính là người quyết định người đàn ông bên cạnh mình như thế nào. Người đàn ông bên cạnh đôi khi họ nhìn vào mình xong bắt đầu họ thấy vợ mình không thích cái này, không thích cái kia, cái họ không dám làm. Nên là chớ nhớ phụ nữ chúng ta, đàn ông họ khởi nghiệp họ cô đơn lắm, mà phụ nữ khởi nghiệp thì còn cô đơn hơn. Tại vì phụ nữ sợ là đi ra đường thì là gì ạ? Chồng thì nghĩ rằng là vợ đi cặp bồ này, hàng xóm láng giềng dị nghĩ chắc là cái con kia là trai nuôi này, nó đủ thứ trên đời. Vì thế là nếu như mà ai còn vợ còn chồng mà đang đồng hành được thì chúng ta hãy khích lệ yêu thương và động viên lẫn nhau. Vì chỉ có yêu thương thì mới ví gì là chỉ có yêu thương thì chúng ta mới có cái gì ạ? Giống như ông chủ tịch ạ, chủ tịch cũng rất là yêu thương mọi người nên mới tha thứ, bao dung, rộng lượng và đón nhận, đúng không anh chị? Nên là hôm nay là nhân dịp 8 tháng 3 thì em thơ cũng có một chút cái chia sẻ cái cảm nhận của mình với cộng đồng, với cái công việc và với cái hạnh phúc của mình. Thì hy vọng là trong cộng đồng của chúng ta càng ngày càng hạnh phúc hơn. Bởi vì hạnh phúc của em thơ là nhìn thấy tất cả các anh chị đều giàu có hạnh phúc và hạnh phúc thật sự như các anh chị nha. Có tiền thôi không phải là hạnh phúc đâu. Tại sao người nghèo, người giàu vẫn khóc? Tại vì họ không có được sự yêu thương từ người vợ, sự cảm thông từ người vợ. Thì bây giờ cộng đồng của chúng ta là những cái cộng đồng chất lượng rồi, thì thơm muốn là tất cả các anh chị đều phải hạnh phúc thật sự.
hạnh phúc để chúng ta đi ra bất kỳ nơi nào, chúng ta cũng ngẩng mặt lên trời để chúng ta tự hào với bản thân. Cảm ơn anh chị em nhá. Và con cái chúng ta đi đến bất kỳ nơi nào cũng được bạn bè đón nhận ca ngợi rằng ôi bố mẹ mày tuyệt vời thế, bố mẹ mày thành công thế, ta ước gì bố mẹ tao là gì. Hãy giúp đỡ chia sẻ buổi dâm lên, đúng ạ. Nên là khi mà con đứa em thơ đi học ấy, thì con em thơ lúc nào cũng kể về bố mẹ nha cô giáo, lúc nào cũng gọi điện về em ấy, em thấy em làm công việc gì mà con em lúc nào cũng ca ngợi em, lúc nào cũng ngưỡng mộ em đấy. Buổi chiều vô cùng giá trị đó. Nên là không phải là con trẻ con không biết gì đâu, mà nó biết tất, chẳng qua là nó không biết cách diễn đạt thôi, đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta lúc nhỏ chúng ta có rất nhiều ước mơ, những lớn chúng ta quên hết ước mơ của mình vì chúng ta phải sống vì người khác. Nhưng mà làm ơn hãy sống vì mình đi đã nhá. Khi mình có tiền này, mình có quyền này, mình có tiếng nói này, mình có hạnh phúc này, mình có nhan sắc này, mình có sức khỏe này, thì mình muốn trời cũng được, đúng không ạ? À, bây giờ thì em xin trả lời mic cho anh Lộc và cô Thư nha. À, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Hay quá, tuyệt vời. Cảm ơn những cái lời chia sẻ của lãnh đạo Kim Thơ và em Kim Thơ rất là nhiều. Một cái lời chia sẻ rất là tâm huyết, đúng không ạ? Rất là giá trị và một cái nghị lực sống rất là vươn lên, truyền cảm hứng cho tất cả chị em phụ nữ nói chung và chị em NT nói riêng, và những ai mong muốn khát khao thành công thì hãy liên hệ với em, với lãnh đạo nha, với lãnh đạo Kim Thơ để học hỏi, để tham gia và đào tạo. Đấy, ai có gặp vấn đề khó khăn gì chưa giải quyết được từ cách là như nào, hạnh phúc gia đình con cái này, rồi cách thiết lập mục tiêu này, cách chia sẻ với người mới, thì có thể liên hệ em cho sẽ hỗ trợ nha. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta cùng rất là tuyệt vời. Và hôm nay là em Thư có mở lời và chia sẻ rồi, tất cả các anh chị muốn khao khát, muốn vùng dậy. Hôm nay là ngày 8/3 rồi, các anh chị vùng dậy và chuyển hóa nó thành hành động, đúng không ạ? Chuyển hóa một cái hành động và một cái kế hoạch cụ thể thì liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Kim Thơ, là một cái người truyền cảm hứng có thể nói là rất là tuyệt vời đối với UNT, đúng không ạ? Cái sống và kinh nghiệm sống và một cái trải nghiệm sống rất là tuyệt vời. Vâng, thì phần tiếp theo là phần chỉ còn chương trình của chúng ta còn 15 phút nữa thôi. Thế nhưng mà Đức Lộc đã thấy hai cánh tay giơ lên, nhưng mà Đức Lộc thấy văn phòng của Nghệ An là rất nhiều đông các cô chú anh chị có mặt tại văn phòng và rất là chăm chú lắng nghe. Thì Đức Lộc xin mời đầu cầu của Nghệ An ạ, các cô Kim Liên có thể mở mic giao lưu và đặt câu hỏi với các chị ở trong với Kim Thơ. Dạ. Ờ, xin mời cô mở mic đi. Xin kính chào tất cả các quý vị và anh chị của đồng thiên thân của chúng ta trong ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ ạ. Bây giờ mình nên chia sẻ một tí, sau đó thì khoảng 3 đến 5 phút trong ngày phụ nữ Việt Nam, sau đó thì cũng giới thiệu một vài ba người ở trong của đồng thiên thân của quê bác ạ. Vâng, hôm nay thì chúng tôi là chỉ có một người nam để lên chúc cho mong tặng một báo của chúng tôi ở đây, nhưng mà các cổ đông thiên thân từ đầu á, từ năm 2021 ạ, cho nên là buổi ngày hôm nay thì mình liên thay mặt cho các cổ đông ở đây thì chúc tất cả các người phụ nữ của chúng ta mạnh khỏe và có rất nhiều tư duy quan điểm tốt và thành công trong lĩnh vực mình đã lựa chọn. Những cái điều mà tất cả những người muốn nhận, mỗi phụ nữ muốn nhận trong buổi chiều ngày hôm nay thì rất là cảm ơn, rất là cảm ơn Kim Thơ. Là một người, là một tấm gương, một người phụ nữ là tấm gương cho chúng ta nói theo ạ. Và thú thật với cả anh chị là Minh Liên năm nay thì ở đây thì cũng phải có những người nào chưa biết Minh Liên, cũng muốn giới thiệu một tí đúng không ạ? Minh Liên tên đầy đủ là tên Nguyễn Thị Liên ạ. Một người con sinh ra ở một quê Hà Tĩnh rất là nghèo ạ, và 36 năm công tác và làm việc tại Đắk Lắk ạ. Và hôm nay thì có mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An là gần 2 năm rồi ạ. Thưa cả cô chú anh chị thân mến ạ, Minh Liên cũng giống như Kim Thơ và giống như cô Thư ạ, là một người phụ nữ ạ, mà cũng đã bươn trải ngoài thương trường rất là nhiều rồi ạ, và cũng là một người nghèo, một người công chức, rồi một người làm rất là nhiều việc trong mất sớm nuôi hai đứa con. Nhưng mà đến ông trời rất là công bằng ạ, nếu mà mình sống đạo đức ạ, tìm kiếm khát khao nhiều thì ạ, thì ông trời sẽ phù cho mình và sẽ cho mình cơ hội ạ.
Thì Minh Liên cũng giống như cô Kim Thư về cũng như Kim Thơ ở đây ạ. Chúng tôi là những tốt biết bớt, là những người cũng đi rất là khó nhọc cả, rất là vất vả, rất là lăn lộn ạ. Không phải chúng tôi có ngày hôm nay là đều đi trên bằng phẳng ạ. Và Minh Liên có một câu nói của một người rất là nổi tiếng ạ. Nói như này ạ. Con đường đi đến thành công, con đường đi đến gì ạ? Hạnh phúc. Thì có rất nhiều chông gai và gập ghềnh ạ. Nếu mà có con đường nào bằng phẳng và rải hóa là đường ra nghĩa địa. Các anh chị có thể như vậy không ạ? Cho nên cái đường mà phẳng mà rải hóa thì chúng ta không nên đi. Đúng rồi, chúng ta phải đi được ghềnh chông gai ạ. Có thất bại nhưng mà có thành công ạ. Vâng ạ. Minh Liên xin chúc tất cả mọi người có một chút sức khỏe và có thành công trong lĩnh vực này. Và Minh Liên chia sẻ một chút về một người phụ nữ trong Minh Liên mà có những cái giá trị nhận được ngày hôm nay để cho tất cả các anh chị và cô chú ở đây có thể lấy đó là làm kinh nghiệm, có thể lấy đó là làm kim chỉ nam được không ạ? Nếu mà nhất tí thì cho Minh Liên mà số 1 được không ạ? Và Minh Liên rất là thích các anh chị cười ạ. Bởi vì nụ cười là làm chúng ta thành công đấy ạ. Được không ạ? Nếu các anh chị không có nụ cười trên môi thì không có thành công, em đảm bảo chắc chắn luôn. Được không ạ? Vâng. Rất là cảm ơn cả cô chú anh chị ạ. Minh Liên có một kỹ năng của bản thân là như này ạ. Bản thân gì ạ? Đi đến một lĩnh vực nào đó là cửa đầu tiên là cửa học tập của anh chị. Đầu tiên Minh Liên tìm hiểu. Hồi xưa là gọi là Skyway đó, năm 2019. Tuần đầu tiên vay tiền đi ra tận Hà Nội. Gặp Thơ và gặp Công đầu tiên ạ. Và ngày hôm nay Thơ vẫn nhớ điều đó ạ. Và không phải một tuần đâu ạ. 5 tuần của 5 tháng liên tục như thế ạ. Và dì không có tiền ạ. Đầu tiên ra thì Công về Thơ nói là cô về nhà cháu. Ăn và ngủ ở đó với nhà cháu. Sao ạ? Có tuyệt vời không cả anh chị? Đi học nhưng mà vẫn được cái người đi trước mời về nhà ở một tuần luôn. Ăn ngủ luôn. Vâng ạ. Và gì ạ? Và ngồi học Công như nào ạ? Công ơi bây giờ bày cho cô nói như nào với người mới, mở những cái gì? Cái băng, cái file ghi âm 15 phút bây giờ Minh Liên vẫn giữ trong máy Minh Liên cả anh chị. Đấy là bí kíp của những người thành công ạ. Bởi vì học máu thì không chưa đủ ạ. Tại vì máu ở đó nó còn mới ạ. Không phải dạy cho mình những cái đủ đâu ạ. Nhưng máu cũng rất là tuyệt vời. Và sao ạ? Và cả anh chị bán hình ảnh bắt đầu chụp ạ. Chụp về Thơ, chụp ảnh về Thơ, chụp ảnh về Công, chụp ảnh về Lợi, chụp ảnh về gì ạ? À, Trinh Tuấn Anh, chụp ảnh về Đạt Hùng và chụp ảnh với Triệu Tâm ạ. Và Triệu ngồi với Triệu Tâm nửa buổi các anh chị. Triệu Tâm nói là có phải chia sẻ video này. Có chỉ về làm việc như vậy thôi. Nhưng mà cả anh chị biết không ạ? Đừng có nghĩ là văn phòng là hoành tráng đâu ạ. 4 năm trời tất cả các tốt bất làm gì ạ? Làm việc tại một gì ạ? Một quán cà phê Lộc Vương ạ. Bao luôn 4 năm trời đó. Sau đó 3 năm rưỡi thì Công phải Thơ ra mở văn phòng riêng. Còn lại vẫn làm việc ở đó các anh chị ạ. Cho nên gì ạ? Thì giúp chúng ta là giúp hành động của anh chị. Cho nên bây này bây giờ có tiếng nói của những người phụ nữ ạ. Và gì ạ? Hồi sáng đi lên gửi cho những người phụ nữ, những người điều cần những người cần thiết, điều cần thiết của người phụ nữ của thế kỷ 21. Những người trong này là Minh Liên có gửi ạ. Là gì ạ? Không được phụ nữ ba xoay ạ. Thứ nhất là xoay bên chồng, thứ hai là xoay bên bếp, thứ ba là xoay bên con cái. Và không được làm phụ nữ gì ạ? Ba binh. Dạ, tuổi trẻ là binh hóa di động ạ. Về trung niên thì binh dầm ghém tuông ạ. Cuối cuộc đời là gì ạ? Một binh toàn thuốc ạ. Bệnh tật ạ. Tiếp theo là gì ạ? Người phụ nữ cần có gì ạ? Có gì ạ? Ba độc lập ạ. Độc lập về tư tưởng, độc lập về tài chính, độc lập về gì ạ? Cuộc sống của mình phải độc lập, không phải phụ thuộc vào ai hết. Đúng không ạ? Và những cái đó thì các anh chị lấy ở đâu ạ? Nếu các anh chị làm công ăn lương thì có được không? Người phụ nữ mình làm công ăn lương. Cô Thư và mình nên làm công ăn lương 33 năm, 35 năm luôn ạ. Và Kim Thơ hồi xưa làm công ăn lương các anh chị. Cho nên muốn đạt được cái đó thì cần phải có gì ạ? Cần phải có công cụ, phương tiện, môi trường, sự nghiệp cho mình phát triển ạ. Thì chúc mừng cả người phụ nữ ở trong vùng này ạ. Đã lựa chọn được cả có công cụ, phương tiện và sự nghiệp của mình để sáng lập và đạt được những cái như Minh Liên nói của thế kỷ 21 và nhiều thế kỷ sau ạ. Chúc mừng chúng ta càng vỗ tay, mở hết mic ra. Vỗ tay được không ạ? Mở hết mic ra. Cảm ơn. Bây giờ cái thời gian có nhiều ạ. Và
tiên chị nói với cả cô chú anh chị như này ạ. Tất cả đều phải trả giá các anh chị. Chúng tôi có ngày hôm nay chúng tôi trả giá. Tôi chỉ nói hai câu. Tôi là nợ nên bước đến xin cái gói là nợ 400 triệu trong mất 15 năm ở hai gian nhà ván ở Đắk Nông các anh chị. Và cuộc đi làm của tôi 35 cây còn vào trong huyện. Trong túi chỉ có 10 ngàn các anh chị nhá. Không biết ăn cái gì để đi 35 cây. Tôi chỉ muốn 10 ngàn bá cái bắp ngô thôi ạ. Để đi 35 cây số để làm việc các anh chị. Và một bình ga của tôi hết thì 185 ngàn. Tôi không có tiền các anh chị mà vay không ai cho. Cho nên các anh chị, nếu muốn có sự nghiệp, bởi vì chúng ta gì ạ? Chúng ta làm cái quay là gì ạ? Một sự nghiệp lớn ạ. Các anh chị phải xác định ba cái này ạ. Sự nghiệp lớn. Sự nghiệp gì ạ? Sự nghiệp giúp người. Và sự nghiệp làm chủ. Cho nên những người phụ nữ đã được ông trời sắp đặt cho chúng ta có sự nghiệp làm chủ, sự nghiệp lớn, sự nghiệp giúp người. Chúc mừng các anh chị trong Zoom ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở thành những người phụ nữ gì ạ? Là doanh nhân quốc tế các anh chị nhé. Hãy định vị mình là doanh nhân quốc tế. Bởi vì mình hợp tác với ngành chủ tịch, hợp tác với nhà khoa học lớn mạnh nhất toàn cầu về giao thông vận tải, nhiều sản phẩm khác nữa. Được không ạ? Và bây giờ là quá 5 phút rồi ạ. Cho nên mình nên không muốn, bởi vì ở trên đất này là thời hạn gian có hạn. Cho nên cảm ơn tất cả các quý vị đã nghe mình chia sẻ. Và cũng cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng, đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Và ở thị trường đấy thì bắt đầu từ cô Lượng ạ. Và cô Lượng bây giờ đã ra một rất là nhiều người của em Lan vừa rồi mới đi Dubai về. Cho nên buổi chiều ngày hôm nay cũng có nhiều thời gian. Cho nên mình nên rất là muốn tất cả đã hy sinh, đóng góp, học tập. Có một câu cuối cùng mình liên tặng các anh chị để anh chị thành công trong lĩnh vực này nhé. Học cộng học bằng không, làm cộng làm bằng không, học cộng phải làm mới ra kết quả. Mình xin hết ạ. Vâng, em sẽ quay lại cái màn hình của Nghệ An ạ. Đúng không ạ? Vâng, chúng cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là giá trị từ cô Kim Liên. Cũng đã cùng cho cô Liên một tràng hoa tay đúng không ạ? Pháo tay đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Một người cũng là một cái nghị lực. Nhân ngày 8 tháng 3 thì cũng gửi lời chúc tới tất cả các cô một lời kính chúc sức khỏe và trân trọng nhất. Vâng, chỉ còn không quá 10 phút nữa, nhưng mà con Lộc đang Đức Lộc đang thấy hai cánh tay giơ lên thì Đức Lộc sẽ nhường cho chị Thục xin đặt một câu hỏi trong vòng 2 phút và sau đó kết thúc chương trình thì cô Thanh Hương đúng không ạ sẽ gửi lời tới một bài hát, một ca khúc của nhân ngày 8 tháng 3 được không ạ? Cô Thanh Hương chuẩn bị ha, xin mời chị Thục. Thục xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom chiều hôm nay. Chào các cô lớn tuổi, cô Kim Thư, cô Liên. Chào bạn Kim Thơ là leader trong hệ thống của Thục. Rất biết ơn cơ hội này đã giúp cho Thục mở mang được cái tầm nhìn. Và Thục cảm nhận được là mình rất là may mắn khi được xoay vào cái cộng đồng như thế này. Thì hôm nay Thục không có câu hỏi gì cả, nhưng mà Thục muốn nói lên cái cảm nhận của Thục. Thục đã viết nó từ năm 2021 cơ. Để cho Thục đọc không ạ? Về đi, đọc đi. Cảm nhận sâu về UST. UST là cuộc cách mạng đột phá về công nghệ giao thông cho toàn nhân loại, vì nó góp phần giải phóng nạn ô nhiễm môi trường, giải phóng nạn tắc đường, giải phóng nạn chết chóc thương tâm do tai nạn giao thông gây ra, giải phóng được thời gian bị giam cầm do kẹt xe cả hàng giờ, giải phóng sức lao động do dùng trí tuệ nhân tạo, không dùng đến con người. Giải phóng sự nghèo nàn vì tập đoàn cho gọi vốn nhân dân toàn cầu để ai đóng góp vào đây cũng được đồng sở hữu một tập đoàn lớn. Giải phóng mẹ thiên nhiên không bị nhựa đường che phủ. Giải phóng tiền của quốc gia do chi phí làm đường rẻ, chi phí đi lại rẻ. Và sau đây là các yếu tố thành công của UST. Chỉ cần khởi lên một ý nghĩ tốt cho nhân loại là đã thắng rồi. Huống hồ gì ngày Anatoly Yunitsky còn ra sức thực hiện nó không ngừng nghỉ, không bị ảnh hưởng với bất kỳ lý do ngoại lực nào. Đây là cái thắng thứ hai. Thắng lợi thứ ba, nhờ vào cộng đồng nhân dân toàn cầu đóng góp. Ứng với câu dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thắng lợi thứ tư, đem lại giàu có thịnh vượng cho toàn nhân loại, cho những ai đã đóng góp vào đây. Và hôm nay tôi nói ra đây và viết lên những lời tâm huyết này bằng sự hiểu của mình,
có ba lý do. Một, chúc mừng sự thành công của chủ tịch Anatoly Yunitsky. Hai, chúc mừng các cổ đông, chúng ta đã chọn con đường đúng đắn để đi. Và ba, tôi muốn gửi thông điệp tốt đến những ai chưa tham gia vào cuộc cách mạng này thì hãy tham gia ngay bây giờ vẫn còn kịp. Nếu không, khi chúng tôi kết thúc cuộc cách mạng này, quý vị không có tên trong danh sách những người chiến thắng. Và cuối cùng, xin biết ơn tất cả những người đã nghe tôi chia sẻ. Bạn Thùy Mạ, biết ơn phúc báo của tôi nha. Nên tôi đã nhận được cơ hội này. Và chào biết ơn ngài chủ tịch Anatoly Yunitsky. Biết ơn dạ. Người đã buổi, cho tôi buổi, biết cơ hội USB. Buổi live luận hôm nay là buổi Zoom. Những người đã cho tôi kiến thức và cho tôi động và lực. Xin cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Học sinh hết ạ. À. Tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Tục rất là hay nhiều quá. Đúng là tâm nguyện, ý nghĩa rất là giá trị đúng không ạ? Chúng ta cũng tức là cũng đại diện cho tất cả cô chú các anh chị ở đây cũng biết ơn tất cả những đầu tiên là ngài chủ tịch mà cho chúng ta cơ hội đúng không ạ? Và chúng ta biết ơn tất cả những anh chị em đi trước đã luôn cống hiến và luôn cháy hết mình, luôn nói chung là giúp dốc hết những cái kiến thức gọi là ruột gan ấy để chia sẻ với các anh chị. Mong muốn các anh chị khát khao các anh chị và chia sẻ và truyền cảm hứng để giúp các anh chị có đủ cái nghị lực và có cái niềm tin vững chắc tiến về phía trước đúng không ạ, để thực hiện cái giấc mơ của mình. Vâng, cảm ơn và biết ơn các anh chị rất là nhiều. Cô Thanh Hương đúng không ạ? Cô Thanh Hương có thể mở mic và kết thúc chương trình buổi chia sẻ niềm tin hành động ngày hôm nay, thì cô Thanh Hương sẽ gửi tới nhân ngày 8/3, cô Thanh Hương sẽ gửi tới tất cả cô chú anh chị một ca khúc mà cũng rất hào hùng và đại diện cho người phụ nữ. Xin mời cô Thanh Hương. Cô có cần mở mic hay cô tự mở sao? Thôi được rồi, em rồi. Cảm ơn Đức Lộc, cảm ơn MC Đức Lộc, một bạn trai rất là tuyệt vời ạ. Vâng, hôm nay cũng đại diện cho Phới Mẹ Dâu ạ. Vâng, và cũng cảm ơn anh Hải ạ. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các anh đại diện cho Giới Mẹ Dâu ạ. Vâng, đã hôm nay đã có những lời chúc tốt đẹp cho tất cả những người phụ nữ quyền lực của UST. Vâng, xin cảm ơn các anh thật nhiều. Và cũng thay mặt toàn thể chị em phụ nữ và tất cả anh chị em gửi tới ngài chủ tịch của chúng ta, một người khoa học, một vị khoa học đáng kính của chúng ta đúng không ạ, mà cả thế giới tôn vinh ngài, một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và chúc ngài luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn nhiệt huyết với công nghệ UST và với cái công nghệ khoa học của mình để cùng nhân loại chúng ta giải cứu nhân loại của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ngài và cảm ơn toàn thể anh chị em Phới Mẹ Dâu, và luôn luôn các anh hãy là những đôi bờ vai ạ. Vâng, hãy là những cây tùng, cây bách ạ. Vâng, để em chị em phụ nữ chúng tôi là gửi gắm trọn niềm tin cuộc đời và luôn luôn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh rất nhiều. Vì vậy mà hôm nay Hương muốn đến với toàn thể anh chị em chúng ta đặc nhất là chia sẻ ạ. Nhưng mà bạn Công Thơ ạ, bạn Thơ đã chia sẻ hết những cái nỗi niềm của mình rồi, thì Thanh Hương không nói lại nữa ạ. Vâng, Thanh Hương chỉ muốn là gửi tặng đến chị em những người phụ nữ quyền lực của UST và cũng là người phụ nữ quyền lực trong đời thường của mỗi gia đình. Vâng, Thanh Hương cũng không được may mắn, bởi vì là khi Hương đến với UST thì cũng không được ủng hộ ạ. Vâng, chính là những con cái của mình, những người con của mình cũng không ủng hộ ạ. Và người thân nhất của Hương, người bạn thân nhất của Hương cũng không ủng hộ Hương và đang bảo Hương bị lừa. Nhưng Hương không buồn về cái vấn đề đó ạ. Hương sẽ đi trên con đường của mình và 1-2 năm nữa thôi Hương sẽ chứng minh tất cả đó là sự thật. Đấy, tương lai đang ở phía trước, Hương chỉ dẫn dọn những con người đó là tương lai sẽ ở phía trước. Mà Hương biết tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, chứ không có phụ thuộc đến ai cả. Vâng, thì hôm nay, ngày hôm nay ạ, Thanh Hương cũng rất vinh dự là được bạn Lộc, MC Lộc là tặng cho một chương trình cuối cùng ạ, là Thanh Hương xin hát tặng toàn thể anh chị em chúng ta một bài hát, bài ca Người Phụ Nữ Việt Nam ạ. Vâng, thì Thanh Hương thì cũng hay hát chay thôi ạ, cũng không cần nhạc biết gì để cho anh em chúng ta tận dụng cái thời gian. Vâng, Thanh Hương xin phép được bắt đầu anh chị em ạ. Vâng. Dòng dõi bà Trưng vốn xưa nay anh hùng, giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nào núng, như cánh lúa hiên cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây xuống ghép hoa bên mình ta sắp tới, vẫn không có quên tình yêu ngô lúa săn khoai. Vui biết mấy mới khi dành năng suất mới, thức quang suốt đêm dài nhìn thấy mây cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm,
có đảng chỉ đường đã vững đôi mắt sáng, mơ ước đến biên ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai khuya thăng trên cánh đồng năm tấn lúa, có nghe suối than về bên tiếng búa xôn xang. Yêu biết mấy nhưng đôi bàn tay khéo léo đã thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam cùng nhau đón xuân sang. Ở chị em ta vui bước trên đường. Xin hết ạ. Cảm ơn cô Thanh Hương rất là nhiều. Rất tức là thấy rất nhiều cái anh chị, cô chú, các anh chị chăm chú theo dõi và muốn hát theo cái giọng hát của cô Thanh Hương. Rất là tuyệt vời, giọng hát lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Rất là trân quý và biết ơn cô Thanh Hương rất là nhiều. Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Thì kết thúc cái chương trình hành động của buổi chiều ngày hôm nay thì Đức Lộc một lần nữa cảm ơn và biết ơn tất cả anh chị em có tham dự và có mặt trong buổi chung ngày hôm nay. Và hy vọng rằng các anh chị sẽ đồng hành cùng với chương trình hành động chiều thứ tư hàng tuần diễn ra, đúng không ạ? Và sẽ nhận được nhiều cái giá trị và có học được rất nhiều cái bài học bổ ích nữa trong những cái chương trình tiếp theo. Một nữa thì Đức Lộc xin biết ơn và cảm ơn tất cả cô chú, các anh chị em đã có mặt trong buổi chung ngày hôm nay, và chúc anh chị em nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và trao đi nhiều cái giá trị nữa. Cô Lượng ơi, cánh tay cô Lượng giơ lên nhưng mà chắc hết thời gian để chương trình sau cô nhé. Dạ. Phát sinh thêm mấy phút đi. À dạ. Vâng, thì mời cô mở mic chia sẻ để cô muốn nói điều gì. Cô mở mic được rồi. Thực ra một buổi Zoom vô cùng là ý nghĩa, giá trị, và bản thân Lượng đang giới thiệu với anh chị em là Lượng đang ở một miền đất rất xa xa tổ quốc Việt Nam mười mấy ngàn cây số. Lượng đang ở thành phố Toronto, Canada. Và Lượng hóng cái buổi Zoom mà để được nghe lãnh đạo Kim Thơ chia sẻ. Chia sẻ mà bây giờ bên Canada là buổi tối nhá. Bên này là buổi tối, tức là gần sáng bằng giờ Việt Nam nhưng là buổi đêm nhá. Đó, mà Lượng hóng cái buổi Zoom nên là vào trực để nghe, nên là muốn có một chút cảm nhận, một đôi lời cảm nhận. Trước hết cho Lượng được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh nam giới đã có mặt trong buổi Zoom để kỷ niệm ngày 8 tháng 3 và được giao lưu với một lãnh đạo nữ tướng của Whitty, đúng không ạ? Và cảm ơn các anh đã có những lời chúc ngọt ngào, yêu thương dành tặng cho phái đẹp chị em chúng phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Thật là tuyệt vời. Và cảm ơn lãnh đạo Kim Thơ đã truyền cảm hứng cho tất cả anh chị em là cổ đông của Whitty và đối tác của Sky World Community. Và bản thân Lượng cũng là một người rất ngưỡng mộ lãnh đạo Thơ Công. Và cảm ơn cô giáo Kim Thư, một người là thần tượng, một người là lớn tuổi và là một cô giáo rất tâm huyết với dự án Uti, và là người là thần tượng của Lượng để Lượng tiếp tục làm sự nghiệp đối tác ở Sky World Community. Và cảm ơn tất bạn Lê Xuân Hải, cũng là một người em rất cùng quê Nghệ An, rất là đam mê với dự án. Và cảm ơn tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom chiều hôm nay. Và cho Lượng được gửi lời chúc 8 tháng 3 tới tất cả các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ một ngày vô cùng ý nghĩa, giá trị và vô cùng hạnh phúc, và chúng ta luôn luôn có năng lượng, luôn luôn năng lượng tràn đầy như ngày nào chúng ta cũng là phải là 8 tháng 3 anh các chị em phụ nữ nhé. Và Lượng không chia sẻ được nhiều hơn bởi vì là bây giờ cũng đã thời gian cũng đã hết chương trình, mà Lượng xin chương trình một bạn Đức Lộc 1-2 phút để nói lên cái cảm nhận của mình. Và mình rất Lượng rất cảm ơn, lần nữa Lượng rất cảm ơn buổi Zoom đã cho Lượng nhận được nhiều giá trị từ lãnh đạo Thơ và chị Minh Liên, là người giới thiệu cho Lượng và biết được cơ hội vô cùng giá trị này.
Và cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom. Xin chúc tất cả anh chị một buổi nhận được nhiều giá trị trong cái buổi Zoom, và chúng ta nhận được cái nguồn năng lượng, cái cảm hứng từ lãnh đạo Thơ để chúng ta hành động thật mạnh mẽ, hành động thật mạnh mẽ anh chị nhé. Và Lường xin kết thúc lời chia sẻ cảm nhận của Lường trong buổi chiều hôm nay. Xin chúc tất cả anh chị một buổi chiều mùng 8 tháng 3 thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn cô Lượng rất là nhiều. Và cảm ơn cô Lượng, và cũng chúc cho cô Lượng có nhiều cái sức khỏe, và luôn luôn, mặc dù là ở xa tổ quốc nhưng mà cô Lượng lúc nào cũng bên này, hình như bên đó là giờ khuya đúng không cô ạ? Gần sáng đấy, gần sáng. Nhưng mà cô Lượng là tham gia đây rất là đầy đủ, Đức Lộc thấy là tham gia rất đầy đủ những cái chương trình của hành động của người tin vững chắc, rất là tuyệt vời, một con người rất là chân quý và đáng kính. Chúc cô nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng đúng như cái tên của cô, và cái lời chúc của cô Lượng cũng như cảm xúc thì Đức Lộc nghĩ rằng là chắc chắn mỗi anh chị, cô chú anh chị hôm nay nghe cái chương trình và được chia sẻ thì chắc chắn có một cái cảm xúc riêng, cảm nhận riêng. Tuy nhiên là chúng ta cũng lấy những cái niềm tin đó, những cái sức mạnh đó để biến nó thành, chuyển hóa nó thành hành động, được không ạ? Và có một cái kế hoạch cụ thể, và chúng ta đã có những cái gọi là nữ tướng rồi, rất là thành công ở trong cái lĩnh vực này, và rất là rực rỡ, kể cả như về mặt tài chính cũng như là về gia đình, và chắc chắn là đủ kinh nghiệm, trí lực, tài lực, tiền lực để hỗ trợ giúp đỡ các anh chị để vượt qua mọi cái khó khăn, được không ạ? Thì tức là không kết thúc chương trình ở đây, thì cũng một lần nữa cũng trân quý và cảm ơn tất cả cô chú các anh chị rất là nhiều, và xin trân trọng và hẹn gặp lại chương trình số tiếp theo. Cảm ơn Đức Lộc nha, cảm ơn tất cả các anh chị em cổ đông đối tác ở văn phòng Nghệ An nhá. Lường nhìn thấy văn phòng Nghệ An đang rất đông anh chị em theo dõi buổi Zoom. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mở mic ra chào nhau được câu đúng không ạ? Chúng ta hãy mở mic lên chào nhau, và hãy dành cho nhau những tràng hoa tay đây. Chụp hình làm kỷ niệm đi. Cái tim à, hay là cái gì đây? Tim, đợi tim lên. Mọi người cùng thả tim nhá. Tim lúc nào chứ các con chim tim hết mất. Bật cam hết lên mọi người ơi, thả giơ tay và thả tim các chị ơi, mấy cam các chị nhiều cái à. Tim mày đi đi quán chưa? Rộng tim hết rồi. Ok được rồi. Đồng hồ tim rồi. Rồi xin chào văn phòng Nghệ An, chuyển vào nhóm nhé, chuyển chị Thơ, chào các cô chú anh chị em. Rồi em xin mến chào quý cô chú anh chị. Chào tất cả các anh chị em, ai chúc quà cũng mua quà nhé. Ơi. Chào lãnh đạo Công Thơ nha, chào tất cả anh chị em nha. Xin chào. Chào mừng mọi người chiều hôm nay vào Zoom để được nhận quà. Quà của ngài chủ tịch Anatoly Chonitsky đúng không? Quà giá trị và quà có tương lai. Quà được thừa kế cho con em của chúng ta đúng không? Các anh nam giới hãy chọn quà này để tặng cho chị em phụ nữ nha, tặng cho các bà, các mẹ, các người vợ yêu quý nha. Rồi, chúc anh chị em thật nhiều sức khỏe nha. Chúc một ngày tháng mùng 8 tháng 3 thật ý nghĩa nha. Bên người thân của mình và bên một nửa yêu thương của mình nha. Thực ra đi cao tốc hết. Chị Thư đang trên ô tô hả? Đang đi trên cung đường từ Vân Đồn sang Móng Cái. Cô Thư lần này chắc là sang Trung Quốc luôn đấy. Cô Thư có một cái bài thơ dành cho phụ nữ rất là tuyệt vời. Cũng nhân vật là người Vân Đồn có cái tên rất đẹp là anh hùng. Bác sĩ Phong tài xế. Bác sĩ Phong tài xế hả? Bác sĩ Phong thì quá. Thế mày chỉ mở kín tiếng này. Đại gia
chào bác sĩ Băng. Rồi hẹn cộng đồng lên Vân Đồn nha. Sân đảo cô to. Tuyệt vời luôn. Chúc bác sĩ Phong này, chúc cô thư này và chúc đoàn cô thư. Tuyệt vời luôn. Đeo được kiều hàn. Cô thư quá tuyệt vời luôn đúng không? Đúng rồi. À, quá tuyệt vời luôn. Anh chị em ơi, nội dung nó quá giá trị, quá ý nghĩa, quá vui đúng không? À, anh chị... có thời gian ở lại Zoom. Hát câu hò ví dặm cũng được ạ. Rồi, Lan ạ, Liên đâu, Liên ơi. Vẫn đang tiếp tục chia sẻ nên là có nên anh chị hãy comment để chúng ta cùng giao lưu nha. Các anh chị em đang ở trong live của lượng thì hãy comment đi nào. Chị tương tác mà, tương tác là tuyệt tác anh chị ơi. Anh chị em ơi. Rồi đâu Nghệ An đâu rồi? Nghệ An ơi. Rồi Nghệ An hát bài đi. Nghệ An hát bài nha. Mùng 8 cả nhà cùng hát nhá. Anh nhà cùng hát nhá. Ok. Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào xinh, muốn đến thăm cô tung cánh hoa ra nào. Mình chúc các cô chúng em tâm học hành. Ngày mai sau đây rừng đất nước, từ đô thành phố cho đến rừng sâu, đất nước quê ta là một chữ hoa. Hôm nay quê em sẽ là rừng hoa. Lượng cái thanh quản của Lượng hát không được nhưng mà vui quá nên là đọc lên để cho anh chị em ta. Văn phòng Nghệ An đâu, Liên đâu? Nào, dân ca hát đi dặm bệnh nghệ tính đi nào. Con gánh xa bảo là con gánh xa công mình bảo là u hát hay quá đúng không ạ? Rồi, trong lúc chờ các bạn nhá. Cảm ơn gánh xa nha. Xin hát bài Dần Hương để tặng cho anh chị em chúng ta. Rồi, con được nghe chị cổ đông Thanh Hương rất tâm huyết luôn. Lào Cai sẽ phải Dần Hương. Rồi. Bạn Hương ơi, hát đi. Vâng, Thanh Hương xin hát bài hát Dần Hương. Dũng 8 tháng 3 quá tuyệt vời luôn. Được nghe lãnh đạo công tơ chia sẻ, được nghe các anh chị em chia sẻ. Cùng hình của ba này năm riêng này. Trái hoan vội, chứ khoan vội. Hát bài nữa đi, đi lỡ u hạt nhé. Em xin thế lại mà phân mình cho anh tỏ tình. Anh cứ ngờ rằng em là em thương thương, em đó đôi mình là anh thương anh nên anh bán tuổi mẹ. Ai gần anh mong khi chuyển ngược đường. Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thương. Anh sai hai đứa con chịu nổi, anh yêu em xin đừng có dần vội mà trước tiên phải tìm thách thức. Dần dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh
đi sai đường em không chịu nổi, anh yêu em xin đừng có giận vội, hòa trước tiên anh. Phải từ phải từ tránh nhớ mình làm gì thế à? Ôi hay quá, hay quá. Bây giờ cho nghe ăn chúng tôi cổ đông chúng tôi gặp Ngọc Quý Văn Nghệ dân ca xứ Nghệ với các vâng xin mời các không ạ. Nhớ bạc hồ trong cây năm xưa đó. Ôi hay quá. Được ạ. Bây giờ nghe Ngọc Nghệ mà người ta mix thì chúng ta thắng đều được ạ. Em sẽ hát hai câu gì ạ? Ví dọc, hai câu ví. Và tất cả những người sau này sẽ hát một bộ tay, một nhạc sĩ dọc được không ạ? Bây giờ em sẽ hát hai câu ví trước ạ. Mọi người để ý nha. Chứ trong cây tôi nó bắt thật lặng đi. Nhớ mình chưa sang bóng đêm hoa cây mọc chân đêm mùa nó mát tôi nhớ bóng trong cây năm xưa bạc nắng gian mạnh mẽ thương vẫn còn ho cần trẻ tướng mừng anh tôi mẹ tướng con cả một đời đi được gì nước non cả một đời nước đi non bác dặn con những điều họ bị dặn sống làm con đời chào quê hương rồi alo rồi những cái phần nhất là ở phía cuối những người còn lại đúng không? Đúng rồi. Rồi giai đoạn hai thì mời các năm phút cuối chương trình là năm phút hay nhất. Bây giờ trật tự chưa? Mình xin tặng các bạn một cái bài thơ của Xuân Quỳnh, thơ vui về phái yếu. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cô Tứ nha, cẩn thận nha, phái mảnh đang ngồi đây nha, có phái mảnh Lê Hải đang ngồi đây nha. Và Lượng đang live stream nha, Lượng đang live stream đây. Những người đàn ông các anh nghĩ ra bao nhiêu điều to lớn, vượt khỏi ô cửa nhỏ còn con, căn phòng hẹp hàng ngày. Các anh nghĩ ra những tàu ngầm tên lửa máy bay, đến thăm dò những hành tinh mới lạ. Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ. Các anh biết mỏ vàng, mỏ bạc ở nơi đâu. Chinh sực, chinh phục đại dương bằng những con tàu. Đi tới tương lai bằng những con đường ngắn nhất. Chúng tôi chỉ là những người đàn bà không tên tuổi. Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày. Cuộc sống cần kèo phải tính sau đây. Gạo, bánh, củi, dầu chia thế nào cho đủ. Chúng tôi chẳng có tàu ngầm tên lửa máy bay. Càng không có hạt nhân nguyên tử. Chúng tôi chỉ có chậu, có nồi và có lửa, có tình yêu và có lời ru. Nếu cuộc sống chẳng có chúng tôi đây, liệu cuộc sống có còn là cuộc sống? Ai sẽ là người sinh ra cho các anh những đứa con? Dạy chúng biết căm thù, biết yêu, biết hát. Một sớm mai ướm chân mình trên cát, những bà mẹ cho ra đời những phù đồng thiên vương. Dẫu là nguyên tổ quốc gia hay những anh hùng, là bác học hay là ai chăng nữa, cũng là con của một người phụ nữ, một người đàn bà không ai biết tuổi tên. Anh thương yêu người vĩ đại của em. Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, một chút mặn giữa đại dương vời vợi.
bảy rong rêu không ai biết bao giờ. Em chỉ là cọ cỏ giấy xuyên qua, một hạt bụi vô tình trên áo. Nhưng nếu hôm nay em không đong được gạo, chắc chắn chiều anh không có cơm ăn. Vài dòng thơ vui nhân dịp ngày xuân, đùa một chút, xin các anh đừng giận. Thú thật, chúng tôi cũng không sống được nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà. Xin hết. Hay quá. Chúng ta thấy là ở công viên Belarus ấy, có tượng của chủ tịch Anna Poniatowska tôn vinh một người mẹ. Và riêng mình thì mình cảm ơn cái công nghệ UST và ngài Anatoly Zhunsky, nó giúp cho bản thân mình và những người phụ nữ có giá trị hơn. Đúng hay rất đúng phải không ạ? Rất đúng, rất đúng, rất đúng. Xin cảm ơn. Và bây giờ kết thúc thì xin mời Hà Liễu mở cái video mà hình ảnh những người phụ nữ UST trên khắp các miền đất nước để chúng ta vô cùng tự hào đường chúng ta đi. Luôn luôn có những người phụ nữ kiên cường. Rồi xin mời Hà Liễu. Hà Liễu đâu? Hồ Liễu Hồ Liễu đâu? Xem cho cô cái video mà. Đứng lại. Mỗi người ta còn nhớ đến người phụ nữ thứ hai của ngài. Người phụ nữ thứ hai. Còn người phụ nữ thứ hai của ngài. Cái mic của Nghệ An sao mà khó nghe quá. Cái mic của Nghệ An sao mà khó nghe quá. Tình lại cái mình tên Liên ơi. Ô Liễu đâu rồi? Ô Liễu mà chắc thằng này ăn lại bắt đầu lên. Nếu có ở trong văn phòng Nghệ An hát tặng nhau một bài đi. Nếu có ở trong Zoom không nhỉ? Chị em văn phòng Nghệ An hát tặng cho vừa các bà các mẹ tặng cho các anh. Ở đây ở đây đang lượng thấy đang còn rất nhiều chị em và có bạn Dung Lê này. Bạn Dung Lê là nữ tướng thứ hai ở UT, mời bạn giao lưu với Nghệ An đây. Bạn Dung Lê ơi, mở mic lên giao lưu đi. Tặng cho hôm nay là tặng cho cả hai giới chúng ta. Vâng, một giới là phái đẹp mà một giới là phái mạnh à. Vâng, chúng ta hãy tặng cho các anh, các chị và tặng cho các bà, các mẹ một bài hát đi ạ. Các anh chị có nghe em nói không ạ? Có ạ. Em sẽ hát tặng bài của người kia. Bác Hồ đi lại đúng không ạ? Bác Hồ thì nghĩa bao lâu đúng không ạ? Đời luôn ạ. Đây, nhà em hai ba con nó xuống bây giờ đây. Đồ nghề các lạnh thì lên nha. Người là tình yêu thiên thần. Thôi đang hát tí nữa mời bạn Trung lên chia sẻ giao lưu với anh chị em ngày hôm sau. Rồi móng cái, điểm móng cái, xa cổ. Bắt anh có vườn chút riêng tư. Một lần nữa. Đâu có lẽ nó một thất lên. Thế là bụi lên. Tiền nam bát hương các mụ già xuân về những biếu lụa bao tâm đan nhớ nhớ lúc trước qua bao thức mic của Nghệ An là không nghe được rồi bao thức ngoài biên cương. Thái Nguyên, Lào Cai hát đệm đi chơi Nghệ An sóng kém rồi. Lên khoảng mic Nghệ An hát không nghe được rồi. Bạn biết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương. Các quý vị thân mến ạ, tại sao mình nghe hát bài này ạ? Các quý vị có biết thì bác Hồ thì nhớ chúng ta hy sinh cả cuộc đời vì nước vì non không ạ anh chị? Nếu không có bác Hồ thì nhớ chúng ta hy sinh cả cuộc đời chúng ta có ngày hôm nay không phải hát bài anh chị? Nhưng mà chủ tịch của chúng ta lúc hành tí nếu thì chúng ta không thành có một lần tình yêu thiết tha nhất.
trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Hát tiếp đi, còn lời hai luôn đấy. Còn lời hai đấy, Minh Liên. Còn lời hai mà. Em xin được điều bạn Lan và mời đi một cái phụ nữ, mời đi gặp anh Tịch B, có vài điều cần được chia sẻ được không ạ? Dạ, mời tất cả nghe nhá. Em Lan chia sẻ xong là phải hát tặng một bài nhá. À, tặng Phòng Dung một bài nha, Phòng Dung một bài nha. Em Lan nghĩ là tất cả những cái thông tin gì về UT, về tập đoàn Oxykai và về chủ tịch thì tất cả chúng ta, những anh chị em cổ đông đều đã biết, đã nghe và đã hiểu, biết được cái giá trị nó to lớn như thế nào rồi. Cái việc em Lan chia sẻ thì chắc là chỉ để chia sẻ về tâm sự với chị em một tí như thế thôi, chứ không phải là để chia sẻ cho các anh chị biết nữa. Bởi vì những cái thông tin các anh chị đã biết rất nhiều rồi. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày kỷ niệm, ngày tôn vinh những người phụ nữ như chị em chúng mình. Thì em Lan xin được gửi đến các cô, các chị em phụ nữ chúng ta lời chúc sức khỏe, lời chúc các chị em luôn luôn có một cái tinh thần lạc quan trong cuộc sống và luôn luôn vươn lên, bất kỳ một cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều phải xinh đẹp. Đấy là cái điều em Lan muốn gửi tới các cô, các chị em trong hội chung ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ gặp gỡ, giao lưu, nhận những cái thông tin tuyệt vời từ các anh chị là những người leader đã chia sẻ rồi. Thì bây giờ cái giây phút còn lại thì em Lan chỉ muốn là chúng ta cùng giao lưu liên hoan văn nghệ, cùng ca hát, cùng tâm sự để thêm cái niềm vui, thêm năng lượng cho mọi người. Và cái công việc thì thông tin về tập đoàn UT thì hôm sau chúng ta chia sẻ tiếp những buổi tiếp theo. Còn hôm nay là cái ngày ba giao lưu để mọi người cùng thêm cái năng lượng, thêm niềm vui nhé. Và để góp vui với buổi Zoom ngày hôm nay và để tặng cái niềm vui để cho cả nhà. Chiến Nguyễn. Em Lan thì hát cảm ơn bạn Chiến Nguyễn nha, vào vào live stream của Nguyễn Lượng nha. Em Lan xin hôm nay chiều hôm nay lần này cái buổi buổi Zoom giao lưu cùng với nữ tướng Kim Thơ ở UT, đại diện cho phái nữ ở UT. Và em Lượng ơi, tắt mic ạ. Và em Lan hát để giao lưu và được nhận quà mùng 8 tháng 3. Nên anh chị em vào chúng ta để giao lưu nhé. Bây giờ cuối Zoom rồi để giao lưu và chia sẻ về văn nghệ. Tí nữa xong Lượng sẽ giao lưu cùng các anh chị nhé. Đây là em gái Lượng đấy. Em gái Lượng vừa đi sang tham quan ở công viên tình diễn thử nghiệm công nghệ ở Jasa Dubai của tập đoàn về. Tôi thương nghĩ về loài người. Em có ấy sao đây? Mic của Nghệ An mất tiếng rồi. Hướng mà hạ thì một lát đấy ạ. Nãy giờ em mở karaoke lên. Thôi chắc là em nhường lại để cho một vài anh chị nào đó trong phòng riêng của chúng ta. Không, anh mày dâu kìa. Vâng, mời một anh nam giới kìa hát tặng cho chị em phụ nữ một bài đi ạ. Vâng, anh hát đi xem sẽ tặng cho các chị em một bài thơ nữa ạ. Một bài thơ này rất có ý nghĩa ạ. Vâng, anh hát đi rồi em sẽ hát tặng cho anh các chị. Em sẽ làm một bài thơ để tặng anh các chị nhá. Các anh hát đi. Các anh không hát được thì các anh đọc. Mà các anh không đọc được thì các anh nói với chị em một câu đi. Nhân ngày 8 tháng 3 đi. Vâng, xin mời anh ạ. Anh đại diện cho phái mày dâu ạ. Vâng, anh không hát được thì anh nói được ạ. Vâng, còn đâu thì em sẽ tặng các anh chị bài thơ ạ. Vâng, một bài thơ cũng vô cùng là hấp dẫn đấy ạ. Bắt đầu hát lại đi. Xin mời anh.
Bây giờ chỉ còn mấy anh em chúng ta thôi ạ. Vâng, mấy anh em chúng ta giao lưu thôi ạ. Vâng, còn đông là phần đông là anh chị em chúng ta đã nghỉ rồi. Đây là chúng ta là những chiến hữu đấy ạ. Vâng, chúng ta là những người đi đầu ạ. Vâng, chúng ta luôn là những người đi đầu xu thế và chúng ta xã hội rất cần những người như anh chị em chúng ta. Vâng, chúng ta hãy đi đầu ạ. Vâng, chúng ta hãy là những cái mũi nhọn ạ. Vâng, để chúng ta tiến sâu vào cái công nghệ UST này để chúng ta giúp đỡ được nhiều người biết cái cơ hội này, nó là cơ hội vô cùng độc đáo ạ. Vâng, để giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Thật cười. Xin mời anh ạ, không để thời gian trôi như vậy đâu ạ. Anh nào ạ? Chị Hương đang nói anh nào ạ? Đây ạ, có cái anh ngồi đấy ạ. Có anh áo đỏ trong trong giống này anh nha. Anh gì nhỉ? Đây ạ, em ấy có anh áo áo Đình Hữu Tâm à? Đình Hữu Tâm là gì đấy? Đây ạ, có một anh nam giới đấy ạ. Vâng, xin mời anh. Đúng rồi. Anh Phương nói chuyện đi ạ. Vâng, trước hết là xin chào toàn bộ anh em trong phòng Zoom. Hôm nay thì nhân ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Thì Phương cũng đại diện cho 27 đô ở cái văn phòng mẹ. Lần nữa là kính chúc toàn bộ chị em đã có mặt trong phòng Zoom hôm nay đó. Thì là những người đã rất tiên phong, đi đầu trong một lĩnh vực mà rất nhiều người không dám làm. Cho nên là những người đã tham gia vào đây thì theo suy nghĩ của Phương đó là những người có một cái tầm nhìn, một cái kiến thức khác thường. Vì Phương tham gia vào cái lĩnh vực này thì cả gia đình đều là đi ngược lại. Nhưng mà cái đó thì không sao. Cái lĩnh vực là chúng ta vẫn ngồi trên một phương tiện mà càng ngày càng đông đảo thì chứng tỏ rằng là mục tiêu và ý đề của chúng ta đã hướng đến một cái vô cùng chính xác. Còn tất nhiên là nói về ngài chủ tịch thì chắc chắn tất cả mọi anh em chúng ta đây chỉ đã hiểu được rất rõ vì giá trị của một con người mà đưa để cứu nhân loại, cứu hành tinh này đó, thì hình như hàng triệu người nhà khoa học đang nghiên cứu nhưng không thành công. Có nghĩa là chủ đề là con với chị ạ. Rất mong là muốn góp vui với chị em một bài hát để mà tặng ngày 8 tháng 3, nhưng mà có cái khổ là hát xuống không quên. Nếu hát Akala thì đang làm một cái đít. Rất mong. Không sao ạ. Không ạ, à, vài câu cũng được ạ. À. Vâng, chỉ cần vài câu cũng được ạ. À. Vâng. Đời mình là một vương quân hành. Đời mình là bài hoa thiên đông. Rồi hát đi, chúng em cổ vũ, hát đi, không sao cả. Anh Phương là bộ đội là về cho nên anh phải hát cái bài mà vừa nói lại cái này. Bài gì của cô gái mở đường đi, cô gái mở đường đi. À đây là anh bộ đội à cơ? Ừ. Anh bộ đội phải không ạ? Vâng, bộ đội đây ạ. Anh bộ đội à? Vâng, thế thì em có một bài hát về anh bộ đội rất là tuyệt vời ạ. Em cũng lâu lâu em không hát, em sẽ hát bài thằng anh bộ đội cho anh nhá, thay anh nhá. Thầy không hát được. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, ngày về bên mẹ là chiếc áo pha xương và những vết thương trong ngực cha đã rồi phai trong năm tháng. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, ngày về bên mẹ là chiếc nón pha xương và những vết thương trong ngực cha đã rồi phai trong năm tháng. Là lâu lâu không hát rồi, quên mày đấy rồi. Là cha đi bộ đội cả cuộc đời là mẹ nuôi con một mình. Thực sự là bài hát rất là cảm động, nhưng lâu lâu không hát quên hết lời rồi. Vâng, thì bây giờ Thanh Hương xin tặng anh chị em một bài thơ ạ. Vâng, bài thơ này có tựa đề là các anh luôn luôn mà luôn nghĩ về những người vợ, những người thân yêu của mình. Bài hát Ngày Không Vắng Em. Ừ, hay quá. Dạ, nghe tựa đề Ngày Không Vắng Em ạ. Vâng, là... xin mời toàn thể anh chị em chúng ta thưởng thức ạ. Em về nhà cửa sạch thơm, lửa reo ấm bếp, nồi cơm lại đầy, đông dài bớt gió heo đi.
vườn trắng bớt mảnh trắng gầy đêm đông. Em về nắng mới dịu em, ba gian nhà nhỏ chật nếm tiếng cười. Đầu giường chiếc gối có đôi, nửa chân đỡ lạnh, nửa người đỡ đau. Em về tưới miếng trầu cau, mẹ vui quên cả dài dầu gió sương. Dịu dàng cô tâm thân thương, tóc thơm thơm tỏa vành hướng mỗi ngày. Em về không rượu mà say, vần thơ có bàn trao tay gửi lời. Nụ cười ánh mắt làn môi dường như gặp được cái thời ngày xưa. Em về như nắng hàn được mưa, chồi non lộc biếc như vừa nhô lên. Em làm ngọn lửa bình yên, suốt đời thắp sáng ngọn đèn trong anh. Xin hết ạ. Ôi hay quá, hay quá, cảm ơn anh Hương nhiều. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xem anh chị em ai góp vui cho buổi chiều hôm nay nữa thì xin hết rồi đấy ạ. Xin mời anh chị em chúng ta tiếp tục ạ. Mic ở Nghệ An không nghe được nhá. Mic ở Nghệ An nghe được một tiếng sau là mất luôn nhá. Một vài tiếng là mất luôn, nên kiểm tra lại cái đường truyền hoặc là mình để máy như thế nào đó. Lúc nãy giờ từ lúc chị Liên hát cái gì cũng thế. Nghe chưa? Đấy, 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 nghe chưa? Hết, hết. Đấy, hiện tại như thế là nghe nè, một xong một tí là bị mất nè. Nghe rồi đúng không? Mọi người đang nghe. Đó, lại mất. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe rồi đúng không? Đúng rồi. Để như thế mà nói. Có nhường các điểm cầu khác, mình thấy là nhiều rồi. Điểm cầu của mình đông, điểm cầu mình đông mà xem có các cái cổ đông đối tác mới đó thầy, chờ cho người ta giao lưu gì đây. À, chị Thục, rồi chung chưa nhở? Chị Thục cho em xin mời anh Tám ạ. Vâng, anh Tám là đại diện vùng núi Tây Bắc đấy ạ. Vâng, Tây Bắc của Lào Cai đây, xin mời anh lên chia sẻ cùng toàn thể anh chị em ở văn phòng Nghệ An đi ạ. Vâng, xin mời anh. Vâng, anh có những băn khoăn trăn trở gì ạ? Và trong ngày 8 tháng 3 thì anh em chúng ta có thể chia sẻ và chúng ta giải thoát những cái nỗi niềm của chúng ta đang u uất ở trong người ạ. Vâng, đúng, chúng ta đúng đấy, đúng chia sẻ đi ạ. Vâng, chúng ta có một cái đồng đội liên tục ở bên chúng ta vì chúng ta có một gia đình lớn là quyết đi ạ. Vâng, xin mời anh. Xin chào tất cả các chị trong Zoom ạ. Vâng, chào anh. Lời đầu tiên xin chúc các chị luôn trẻ đẹp, xinh tươi và hạnh phúc cùng với hệ thống UT đi đến đài Vinh Quang. Thế hôm nay là ngày 1 tháng 3 là cũng rất là vui. Thế là cũng vận dụng công việc hôm nay là tôi cũng đã tổ chức cho xóm 15 gia đình tổ chức liên hoan văn nghệ, à liên hoan. Thế nên bây giờ đang xuống nhà, thế bây giờ là mới vào luôn một chút. Thế xin có một mấy vần thơ được tặng các chị ạ. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn anh. Nào, vâng, chúng ta vỗ tay đi ạ. Tuyệt vời, cảm ơn anh nha. Vâng, cảm ơn anh Tám ạ. Thông qua anh là cũng gửi những ý thư này về cho các chị nhà ở nhà, chị mình ở nhà nhé. Vâng, cảm ơn anh. Em đang phát trên mạng xã hội nên anh cứ tặng chị em cả thế giới đi luôn. Em vẫn như ngày xưa, thời gian ơi quá hững hờ, gió vẫn đùa hương đồng cỏ Hà Nội, núi tre làng ngân mãi giọng hò ơ.
Mỗi lần gặp em là một lần tình sử, như mối tình lan điệp ngày xưa. Đẹp lắm em ơi, đẹp cho đến bây giờ. Hãy cười lên em, đây không phải là... Vâng, ai tắt dùm rồi. Ơi mọi người tắt dùm rồi. Bây giờ còn anh chị nào ở trong live nữa không? Trong live của Lượng buổi tối hôm nay nữa không? À buổi chiều hôm nay nữa không? Bởi vì Lượng đang ở Canada nên là Lượng theo giờ bên này là buổi tối, nên Lượng lại nói buổi tối. Anh chị em ơi, còn ai ở trong live nữa comment để Lượng biết nào. Rồi anh chị em mình chia sẻ với nhau một tí nào. Còn ai nữa không? Còn anh chị em nào đang ở trong Zoom nữa? Bạn Chiến Nguyễn ơi, bạn Chiến Nguyễn hay là anh Chiến Nguyễn chị ơi? Khánh Sa ơi, con còn ở trong Zoom nữa, đang trong live nữa không? Chắc mọi người thoát ra rồi, đi nghỉ rồi không? À, đi làm rồi không? Buổi chiều mà. Chiều hôm nay mùng 8 tháng 3, hãy dành trọn cả cái ngày mùng 8 tháng 3 để giao lưu với chủ đề mùng 8 tháng 3 chứ. Để chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp hơn cho các anh, các đấng mày râu để ngắm nhìn chứ. Đúng nào? À, Chiến Nguyễn, anh Chiến Nguyễn gì ơi, còn ở trong Zoom nữa không? Ở trong live của Lượng nữa không? Live buổi Zoom nên là cứ miệng cứ quên là Zoom. À, có thì comment cho Lượng biết để giao lưu nào. Hôm nay Lượng không nói về nhiều về chủ đề UT, mà Lượng muốn giao lưu với anh chị em về chủ đề mùng 8 tháng 3. Bởi vì mỗi một năm là chị em phụ nữ có một ngày mùng 8 tháng 3. Ngày vô cùng ý nghĩa giá trị, đúng không ạ? Ngày để được các đấng mày râu tặng quà. Tặng quà nhá. Tặng hoa, tặng quà cho các người mẹ, người bà và người bà, người mẹ, người chị, người em, người vợ thân yêu, người yêu dấu của mình nhé. Nếu không còn ai ở trong live nữa thì chắc Lượng sẽ kết thúc buổi live chiều hôm nay. Buổi live chiều hôm nay để chắc là các chị em thì bận rộn để nhận tiếp đón các anh nam giới, các đấng mày râu đến tặng quà. Thì các chị em đang chuẩn bị để thời gian nhận quà, còn các anh thì lại bận đi tặng quà. Cho nên là chắc là bây giờ không còn ai ở trong live nữa rồi. Nên Lượng sẽ kết thúc buổi live chiều hôm nay. Xin một lần nữa cho Lượng gửi lời chúc. Và một lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ một nửa thế giới phái đẹp ở là có một ngày mùng 8 tháng 3, ngày lễ thật là ý nghĩa, giá trị và luôn là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên người thương yêu gia đình của mình. Và luôn luôn tràn đầy năng lượng, là muốn gửi gắm đến các phái đẹp là chị em chúng ta luôn luôn phải năng lượng, luôn luôn là phải xinh đẹp. Và luôn luôn phải là suy nghĩ tích cực và luôn luôn phải chủ động trong mọi lĩnh vực đấy, để hỗ trợ cùng với những người bạn đời của mình, những người con của mình, để chúng ta có một gia đình thật luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn sung túc và luôn luôn cống hiến thật nhiều cho không phải cống hiến cho gia đình, anh em bạn bè, nếu mà phải cống hiến cho xã hội, cống hiến thật nhiều 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 nhá. Chung tay góp sức, ví dụ như chung tay góp sức với nhà khoa học Anatoly Yunitsky cũng là một cống hiến. Ngoài việc mình sở hữu cái cổ phần và đồng hưởng cái công nghệ mà ngài thì mất hơn 40 năm nghiên cứu, thế nhưng mà vẫn là một cái cống hiến cho xã hội. Bởi vì giải quyết không có
ùn tắc giao thông, không có kẹt xe tắc đường, không ô nhiễm môi trường và không tai nạn chết người. Mỗi năm cứu 1,5 triệu người khỏi chết vì tai nạn giao thông, hàng chục triệu người khỏi tàn phế vì tai nạn giao thông, và đưa lại một cái nền văn minh cho xã hội và một môi trường trong xanh sạch đẹp cho chính bản thân mình, cho tương lai con em của mình, và làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn, và cứu sống được những khỏi phải có một cái nền giao thông thật an toàn, thân thiện môi trường. Thế đây là chúng ta đang cống hiến, anh chị nhá, đang cống hiến cho xã hội, và chúng ta lan tỏa cái giá trị này ra cho mọi người, mọi nhà, ai ai cũng biết đến tập đoàn UTI, biết đến cái công nghệ giao thông thông minh, độc đáo, độc quyền, và tới đây là cuộc cách mạng giao thông, đẩy lùi tất cả những cái động cơ đốt trong, loại bỏ những cái động cơ đã quá cũ đi vào lạc hậu, và sẽ cho cuộc sống của chúng ta sẽ được đi lại trên một cái phương tiện giao thông an toàn và thân thiện, và rất tuyệt vời. Thế thì là đấy là cũng một cách đóng góp, anh chị nhé, anh chị em nhé. Thì trong buổi chiều hôm nay chỉ có giao lưu với nữ tướng UTI, đại diện cho phái nữ ở UTI và nói riêng và phái nữ nói chung, để chúng ta có một cái cách nhìn riêng, một cái cách nhìn chung về người phụ nữ và giá trị của người phụ nữ, và chúng ta càng ngày chúng ta phải làm cho chúng ta giá trị hơn, đúng không? Chúng ta làm những việc giá trị thì con người chúng ta giá trị, đúng không? Chúng ta trao nhiều giá trị cho mọi người thì chúng ta sẽ có giá trị tốt hơn. Đó. Và Lượng sẽ kết thúc buổi live stream trong buổi chiều hôm nay. Lần nữa xin được chúc tất cả anh chị em, bạn bè trên tường Facebook của Lượng và những anh bạn em bạn bè đã vào lại theo dõi buổi live chiều hôm nay luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc ấm áp bên gia đình của mình, và có cuộc sống sung túc đầy đủ và hạnh phúc đầy yêu thương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những live stream của Lượng lần sau nhé. Xin chào anh chị em.